Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 25. Bình thường, Lục Vân nhất định sẽ không đối phó với mấy tên hề đó. Thế nhưng lúc này hắn có một ý tưởng hay hơn. Diệp Vô Địch hào hứng nói, anh rể, tại sao anh lại nói tên sần đó đến đúng lúc? Lẽ nào anh định dạy cho anh ta một bài học? Lục Vân cười nói, đương nhiên rồi, không chỉ dạy anh ta một bài học bình thường mà phải dạy dỗ ra sao. Cho thật chấn động. Anh rể, anh đỉnh thật. Diệp Vô Địch càng hưng phấn, hai mắt sáng ngời, háo hức hỏi, vậy em có thể đi xem không? Hỏi chị gái của em đi. Anh rể, im miệng, mau quay về đại học ở Kinh Thành đi. Sau này nếu như không có việc gì thì đừng chạy đến Long Gia, bọn họ không cùng đường với chúng ta. Vâng. Tuy rằng Diệp Vô Địch chỉ nhỏ hơn Lục Vân một chút nhưng cậu ấy cũng không dám đắc tội với hắn nên đành phải cúi đầu rời đi. Sau khi Diệp Vô Địch rời đi, một tia sáng chợt lóe trong mắt Lục Vân. Hắn lập tức bấm một dãy số được mã hóa đặc biệt và nói điều gì đó. Không lâu sau, các phương tiện truyền thông ở Long Quốc bùng nổ. Các phương tiện truyền thông ở quốc tế cũng có một làn sóng ngầm. Thiên Sát Phương đã đồng ý với lời khiêu chiến của Wilson. Dự định đến một hòn đảo ở Thái Bình Dương để đấu một trận với Wilson theo như thời gian đã thỏa thuận và cũng không ngại truyền thông từ các quốc gia khác nhau đến phát sóng trực tiếp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trận chiến của Thiên Sát Phương được truyền hình trực tiếp. Làm sao có thể không gây chấn động được? Các phương tiện truyền thông gần như phát điên lên vì phấn khích. Khi người dân khắp thế giới biết tin, bọn họ rất vui mừng và cũng dành một phút mặc niệm cho người Mỹ tên Wilson kia. Trước đây từng có rất nhiều người đi khiêu khích kiểu vậy nhưng Thiên Sát Phương chưa bao giờ để ý tới bọn họ. Thế nhưng lần này Thiên Sát Phương lại chấp nhận lời thách đấu. Điều này giống như kiểu có một tên hề suốt ngày kêu gào đòi khiêu chiến một cao thủ nào đó để thu hút sự chú ý và cuối cùng cao thủ đó đã thực sự chấp nhận lời thách đấu, thật là bi kịch. Có lẽ là vì Thiên Sát Phương cảm thấy khó chịu nên muốn hù dọa mấy tên hề đó một chút. Vì thế nên có vài giây mặc niệm dành cho Wilson. Đương nhiên những gì xảy ra tiếp theo đã trực tiếp đẩy sự việc này lên đỉnh điểm. Khi Wilson nhận được tin Thiên Sát Phương đã nhận lời thách đấu, thay vì sợ hãi đến mức tè dầm, anh ta lại đáp lại đầy vẻ ngạo mạn, đợi hắn đến đánh một trận đến chết. Lần này thực sự bùng nổ. Trong lịch sử chưa từng có ai dám mắng Thiên Sát Phương với giọng điệu như vậy ngoài Wilson. Đúng là có dũng khí. Đồng thời điều này cũng khơi dậy sự mong đợi của mọi người trên toàn thế giới. Bọn họ thực sự muốn biết, Wilson lấy đâu ra tự tin mà nói ra lời ngông cổng như vậy. Chẳng lẽ anh ta đã đạt đến cảnh giới thần thánh như anh ta nói? Nếu vậy đó sẽ là một khoảnh khắc thay đổi cuộc chơi. Suy cho cùng, danh tiếng của Thiên Sát Phương quá đáng sợ. Tuy rằng hắn chưa từng chủ động đi xâm lược bất cứ quốc gia vô tội nào nhưng chỉ cần nhắc đến ba chữ này đều khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Giống như kiểu Thiên Uy, nếu như dám đối nghịch với Thiên Uy. Nghịch chuyển âm dương chính là cách dễ dàng nhất để khơi dậy nhiệt huyết của con người. Nếu như Wilson không chết trong trận đấu này thì anh ta sẽ trở nên nổi tiếng khắp thế giới. So với sự chấn động của các phương tiện truyền thông, một trong hai nhân vật chính của sự việc là Vân Thiên Thần Quân cũng đang nghiêm túc làm một việc. Lớn. Hắn đang ăn. Ăn ngấu nghiến, mồm miệng sáng bóng đầy dầu mỡ. Chẳng vĩ đại giống như trong lời đồn tí nào. Ngay cả người phục vụ trong khách sạn cũng nói đùa với hắn, người anh em, cậu cũng là dũng sĩ diệt mồi sao, dũng sĩ diệt mồi linh hồn diệt mồi, ai diệt mồi giỏi cũng đều là nhân tài. Lục Vân đứng dậy đẩy ghế ra, người cùng lý tưởng, anh có muốn ăn cùng không? Không dám, tôi sẽ bị trừ lương mất. Lúc này, Lục Vân mới để anh ta đi. Lạc Ly đứng ở một bên cười run người, cuối cùng cô cũng chắc chắn rằng tiểu Lục Vân đã vượt qua chuyện đó. Vẫn là chàng trai cười tỏa nắng. Tiểu Lục Vân, em nói xem tên người Mỹ Wilson đó thật sự ở thần cảnh sao? Một lát sau, Lạc Ly đột nhiên hỏi. Có vẻ như cô cũng biết tin này. Lục Vân đáp, anh ta có ở thần cảnh hay không không quan trọng, chỉ là danh hiệu mà thôi. Em sẽ chém đầu anh ta chỉ bằng một nhát kiếm. Nói cũng đúng. Khi cô cười, mắt cô cong cong như trăng lưỡi liêm. Thật tự hào khi có một người em trai giỏi như vậy. Thần cảnh tượng trưng cho tu võ giả có lực chiến đỉnh phong nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đã thành thần cũng giống như Vân Thiên Thần Quân, chỉ là một danh hiệu tôn kính mà thôi.
Tên người nước ngoài đó làm sao có thể biết rằng thiên sát phương căn bản không thuộc cùng một hệ thống với bọn họ. Trước mặt tu luyện giả, tu võ giả thân cảnh chẳng qua cũng chỉ tương đương với giai đoạn xây dựng nền tảng mà thôi. Hắn nhớ lão đạo sĩ sư phụ từng nói rằng trong số những tu luyện giả được biết đến hiện tại, cảnh giới cao nhất là Kim Đan Kỳ, bọn họ đều là lão yêu quái sống qua hàng trăm năm. Lục Vân cân nhắc thực lực của bản thân, có thể ngang cơ, có thể điên cuồng thêm một chút. Con người không nên lãng phí tuổi trẻ. Thần cảnh là cái thá gì chứ, qua mấy ngày nữa chém anh ta để đỡ ngày nào cũng vo ve xung quanh. Lạc Ly nói, nên răn đe những kẻ đó. Giống như tên người biến dị trước đó, nhất định anh ta cũng là một sản phẩm thất bại được tạo ra bởi thí nghiệm di truyền ở Mỹ. Chị nghi ngờ nếu như tên Wilson này thực sự ở thần cảnh thì chắc là biến đổi gen rồi. Lục Vân thản nhiên mỉm cười, tiếp tục ngồi ăn. Phục vụ, thanh toán. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc từ quầy tính tiền gần cửa truyền đến, Lục Vân lập tức đứng dậy khỏi ghế, nhìn về phía đó. Chói mù mắt. Chỉ thấy người đàn ông đó mặc bộ quần áo hoa hòe, đeo một chiếc dây chuyền đồng hồ nhỏ băng vàng, trông người đó giống như nhà giàu mới nổi. Hai tay hai bên ôm hai cô gái có bộ ngực khủng. Trông vô cùng sung sướng. Chị Bảy, chị trở về Vũ Minh Hoa Trung trước đi. Chị hoãn lâu như vậy, nhất định đã dồn không ít công việc. Rồi. Tiểu Lục Vân, còn em thì sao? Em có việc phải làm trước đãi. Sắc mặt của Lục Vân âm trầm, đột nhiên bước. Nhanh về phía nhà giàu mới nổi kia, vỗ vai người đó và nói, bắt được rồi, tên lừa đảo. Đã già rồi mà còn không đoan chính. Tên lừa đảo này. Lục Vân hét lớn khiến cho nhà giàu mới nổi giật mình. Khi quay đầu lại, đôi mắt người đó đột nhiên mở to. Đột nhiên người đàn ông ném mấy tờ tiền đỏ lên quầy và hét, không cần trả lại đâu. Sau đó liền bỏ chạy. Kể cả hai cô gái ngực khủng cũng không cần. Chạy, xem chạy đi đâu. Lục Vân chế nhạo, cuối cùng hắn cũng bắt được tên này, sao có thể để người đó chạy dễ dàng như vậy được. Nhưng không bao lâu sau khi đuổi ra đến khách sạn, hắn chợt nhìn thấy một người tiên phong đạo cốt đang đi về phía mình. Ông ấy mỉm cười hiền lành nói, đồ đệ ngoan, ta bấm tay tính toán hôm nay nhất định chúng ta sẽ gặp nhau, quả nhiên. Đừng nói lời vô nghĩa nữa. Dây chuyền đồng hồ bằng vàng của con đâu? Người lấy đạo bào ở đâu ra vậy? Lục Vân từng rất tôn trọng lão gia hỏa này nhưng giờ thì khác. Giả. Tất cả đều là giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Già rồi mà còn không đoan chính, sư phụ đã kiếm được rất nhiều tiền từ bản phác thảo của con đúng không? Lục Vân giận dữ nói. Người trước mặt hắn còn có thể là ai? Đương nhiên là Thiên Huyền Tử đã chơi Lục Vân một vố, đồng thời là lão đạo trưởng sư phụ của Lục Vân. Đúng là một lão gia hỏa già rồi mà còn không đoan chính. Thiên Huyền Tử lắc đầu nói, đồ đệ ngoan, ta không hiểu con đang nói gì. Con đừng vụ oan cho ta. Thôi con cũng lười tranh luận chuyện này với người. Người hãy đi cùng với con. Lục Vân tức giận bước đến nắm lấy cổ tay của Thiên Huyền Tử và đi tới quán rượu gần đó. Thiên Huyền Tử quát, đồ đệ, con là người có văn hóa, đừng có thô lỗ như vậy. Người đang nói về chuyện văn hóa với con. Lục Vân làm sao có thể nghe lời ông ấy. Hắn kéo người vào quán rượu, đè ông ấy xuống ghế. Sau đó hắn ngồi ở phía đối diện và lạnh lùng nói, người thành thật giải thích cho con. Tư thế này trông giống như đang thẩm vấn tội phạm. Thiên Huyền Tử ngồi thẳng lưng, không giả vờ nữa, nói, được, ta nói cho con biết thực ra ta đã giấu dây chuyền đồng hồ bằng vàng kia. Người biết đó không phải là điều mà con đang hỏi mà. Lục Vân ngắt lời ông ấy. Hiện tại trong đầu Lục Vân có hàng trăm câu hỏi về vụ hỏa hoạn ở Viện Phúc Lợi, về bảy người chị gái của hắn. Về thần công vô minh. Rất nhiều câu hỏi. Lục Vân giống như một con kiến hỗn loạn, hoàn toàn mất phương hướng. Ví dụ như vụ hỏa hoạn ở Viện Phúc Lợi, tuy đã biết được Doãn Bội sai người phóng hỏa nhưng trước đó thì sao? Lục Vân nhớ rõ Doãn Thu Thủy từng nói rằng khi hắn còn là đứa trẻ sơ sinh, một vị đạo trưởng đã cứu và đưa hắn đến Viện Phúc Lợi. Lão đạo trưởng đó chắc chắn cùng một hội với lão già này. Cha mẹ của chị Khuynh Thành từng nói rằng khi còn nhỏ, chị gái của chị Khuynh Thành bị đạo trưởng Thiên Minh Tử của núi Long Hổ đưa đi vì tưởng chị ấy chết non. Chưa rõ tung tích của chị gái nhưng chắc chắn cũng cùng một con đường như thế. Hơn nữa khi hai chị em đến Viện Phúc Lợi, Lục Vân vẫn chưa chào đời.
đây là một kế hoạch được lập sẵn. Thiên huyền tử nhất định là một trong những người tạo ra kế hoạch đó. Lục Vân nhìn ông ấy thật kỹ và nói, bắt đầu từ cuộc sống của con với 7 chị gái đi, tại sao chúng con lại tụ tập ở viện Phúc Lợi? Cái này. Thiên huyền tử trợn tròn hai mắt, hiển nhiên là đang nghĩ ra những ý tưởng kỳ quái. Người không muốn nói. Lục Vân chế nhạo, gọi chủ quán rượu và nói, lên rượu. Hai vị muốn uống loại rượu gì? Loại nào cũng được, càng mạnh càng tốt. Có ngay. Chủ quán rượu nhanh chóng mang rượu lên, đây là loại rượu nồng độ cao do quán rượu của họ tự nấu và được đựng trong bình rượu nên không chỉ mạnh mà còn cực kỳ đắt tiền. Vừa mở nắp bình rượu, hương thơm ngập tràn. Thiên huyền tử nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng ông ấy không uống. Bởi vì ông ấy biết Lục Vân có ý xấu. Lúc này, Lục Vân chủ động múc một bát đầy đưa cho ông ấy và cười nói, sư phụ, tuy rằng người lừa gạt con nhưng dù sao người cũng là sư phụ của con. Dạy con một thân đầy bản lĩnh như bây giờ. Con có thể cảm nhận được người không có ác ý với con, bình rượu này là lời tri ân của con với người. Khi còn ở đạo quán, Lục Vân biết lão gia hỏa này rất mê rượu, đặc biệt là rượu ngon. Cứ nhằm thẳng vào điểm yếu mà công kích. Đồ đệ ngoan, ta cảm nhận được tấm lòng của con nhưng ta bỏ rượu từ lâu rồi. Thiên huyền tử nuốt nước bọt nói, ánh mắt không hề rời khỏi bát rượu. Thật sự bỏ rồi à? Vậy thì tiếc quá. Lục Vân ra vẻ thở dài tiếc nuối, quay sang nói với chủ quán, sư phụ của tôi đã bỏ rượu rồi, tôi có thể trả lại bình rượu này được không? Vậy sao được? Sắc mặt của chủ quán chợt tối sầm lại, rượu này là bảo bối của quán chúng tôi. Nếu như không phải nhìn thấy sự hào phóng của hai vị thì tôi cũng không nỡ lấy ra. Rượu này một khi mở ra sẽ mất đi hương vị, không thể trả lại được. Nếu như không phải vừa rồi ông ta trông thấy Lục Vân lấy ra thẻ đen chí tôn của Thương hội Long Quốc thì đã không lấy rượu ra để hai người nếm thử. Lục Vân liếc nhìn Thiên huyền tử, nói, đáng tiếc quá, vậy ông đổ đi giúp tôi sẽ trả tiền. Không được đổ. Nhìn thấy chủ quán sắp ra tay, cuối cùng Thiên huyền tử không ngồi yên được nữa. Ông ấy đứng dậy và ôm chặt lấy bình rượu, trừng mắt nhìn ông ta và nói, đây là lòng hiếu thảo của đồ đệ với tôi. Làm sao có thể đổ đi được? Ông không uống mà. Ai bảo tôi không uống, tôi không thể nhấp một ngụm được sao? Thiên huyền tử lấy lại rượu từ chủ quán, sau đó cầm đũa nhúng vào bát và đưa vào miệng thưởng thức. Thêm một đũa. Lại thêm một đũa nữa. 10 phút sau, thiên huyền tử bưng bát rượu lên uống một ngụm lớn, nước mắt rơi xuống, xúc động nói, quả nhiên đồ đệ ngoan vẫn rất hiểu ta, rất hiếu thảo, vô cùng hiếu thảo. Thiên huyền tử uống liền mấy ngụm rượu mạnh, không biết có say hay không, dù sao cuộc trò chuyện cũng bắt đầu ngay lập tức, thở ra toàn mùi rượu và nói, đệ tử tốt, rất hiếu hảo, có vấn đề gì cứ hỏi thoải mái, sư phụ sẽ trả lời từng câu hỏi của con. Thái độ thay đổi diễn ra quá nhanh. Lục Vân cũng lười thắc mắc, cứ vậy mà hỏi ra vấn đề mà bản thân thấy khó hiểu nhất, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hắn và 7 người chị. Thiên huyền tử say khướt nói, quả thật là 7 người chị của con và con đều bị chúng ta đưa vào cô nhi viện, hơn nữa chúng ta còn dùng một ít thủ đoạn nhỏ để tạo ra mối quan hệ bền chặt từ nhỏ giữa 8 người các con. Quả nhiên là vậy. Lục Vân nheo mắt lại. Bảo sao lại trùng hợp như vậy, trong khi trong trại trẻ mồ côi có biết bao trẻ em mà bản thân lại chọn 7 người xinh đẹp nhất làm chị, làm hại hắn còn nghĩ từ nhỏ bản thân đã có tiềm năng trở thành kẻ biến thái. Hóa ra tất cả là lỗi của những kẻ này. Với năng lực của một tu sĩ, để 8 đứa trẻ ngây thơ dành hảo cảm cho nhau quả thực là chuyện rất dễ dàng. Mục đích của việc này là gì? Lục Vân hỏi. Thiên huyền tử lại nhấp một ngụm rượu, nói con phải hỏi sư huynh thiên hư tử của sư phụ. Ông ta ra lệnh cho chúng ta làm việc này. Mấy người chị của con được ông ta mang về từ giới hành sơn. Giới hành sơn? Đúng vậy, con có thể tưởng tượng nó như một cánh cửa. Bên kia cánh cửa là thế giới của những người tu luyện, tuy nhiên cánh cửa đó đã đóng hơn 20 năm rồi, vẫn chưa biết lần tới được mở ra là khi nào, không biết khi nào nó sẽ mở lại nhỉ. Không đúng, những gì ông nói không đúng. Lục Vân phản bác lại, nếu như giới hành sơn đã bị đóng cửa hơn 20 năm rồi thì làm thế nào mà u hồn tộc có thể trốn thoát được? Lúc trước Lục Vân đã gặp u hồn tộc 2 lần, một lần nhập vào người cha của Cố An Kỳ, một lần nhập vào người tà linh giáo chủ. Nếu như giới hành sơn thực sự đã đóng cửa, một thứ như thế không thể nào trốn thoát được.
Thiên Huyền Tử trợn mắt nói, chuyện đó không thể xảy ra trước cả khi giới hành sơn đóng cửa sao? Ách, tạm thời Lục Vân không mấy hứng thú với chuyện của U Hồn Tộc, bây giờ hắn chỉ muốn biết, sư bá Thiên Hư Tử đang ở đâu. Ông ta mới là nhân vật cốt lõi của mọi chuyện. Không ngờ, sau khi Thiên Huyền Tử nghe được câu hỏi của Lục Vân, ông ta mơ hồ trả lời, ai biết được, từ trước đến nay đệ tử Thiên Đạo Tông chúng ta đều giống như rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi sao. Sao dùng để miêu tả tung tích bí ẩn của một người, không tiết lộ sự thật? Dầm. Lục Vân đập mạnh nắm đấm xuống bàn, tức giận nói, lão già, ông đến đây để chơi thái cực quyền với tôi phải không? Rốt cục Thiên Đạo Tông là loại tông môn gì mà tất cả đồ đệ bên trong đều cư xử giống đám chuột chũi chỉ biết đào hang như thế chứ? Hắn còn tưởng cuối cùng mình đã tìm thấy kết quả rồi, ai ngờ chỉ là đẩy từ vấn đề này sang vấn đề khác. Chẳng lẽ lần sau tìm được Thiên Hư Tử cũng sẽ diễn lại màn này, ông ta sẽ đẩy vấn đề này tới chỗ người tiếp theo nữa đúng không? Đẩy đến đẩy đi, các người nghĩ hắn là bệnh nhân hết thuốc chữa muốn chuyển đi đâu thì chuyển sao? Lục Vân nổi giận. Thiên Huyền Tử vội vàng nói, đồ đệ tốt, đừng tức giận, đừng tức giận. Sư phụ không bao giờ lừa dối người khác, lại càng không thể lừa dối con, bản thân sư phụ thật sự không thể tìm được sư huynh Thiên Hư Tử. Hơn nữa, cho dù có tìm được thì con có hỏi thế nào cũng không tìm ra đáp án. Tại sao, Lục Vân cố gắng kiềm chế bản thân? Bởi vì, trong mắt Thiên Huyền Tử hiện lên một tia buồn bã, sư huynh, huynh ấy bị điên rồi. Điên, Lục Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Huyền Tử gật đầu, sư huynh Thiên Hư Tử giỏi bói toán thiên địa, có thể ông ta đã bói toán gì đó nên đã sắp xếp cho con và bảy chị em con gặp nhau, có lẽ đây là hình phạt vì can dự vào thiên cơ. Dáng vẻ của ông ta nhìn không giống như đang nói đùa. Lục Vân rơi vào trầm tư. Manh mối đã bị hỏng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Vân lại hỏi một vấn đề quan trọng không kém, còn thần công không tên trên người tôi thì sao? Tại sao nó có thể dùng để cứu người, đồng thời còn có thể nuốt chửng ma công? Thần công này cũng là do sư huynh Thiên Hư Tử đưa cho, nói là tự mình thiết kế riêng cho con, nhưng con có thể yên tâm, thần công này sẽ không gây hại gì cho con. Tới đó là công pháp gì ông còn không rõ, tại sao ông có thể khẳng định nó không gây hại gì? Đương nhiên là sư huynh Thiên Hư Tử nói rồi, sư phụ tin sư huynh Thiên Hư Tử, hơn nữa có thể ở trước ngực của Thiên Diệu Tử phát thề, tuyệt đối sẽ không có nửa câu nói lừa. Lục Vân chợt nghĩ tới Thiên Diệu Tử bình thường kia, nghiêm túc nghi ngờ sở dĩ bà ấy tầm thường là vì lão già Thiên Huyền Tử, một lão già bất lương, đã chửi thề quá nhiều. Nhưng sau đó một lần nữa. Cho đến nay, thực sự là Lục Vân vẫn chưa phát hiện ra loại thần công không tên này có gây hại gì đến bản thân. Nếu có, vậy thì chỉ có thể thừa nhận thất bại. Lục Vân hỏi thêm vài câu hỏi. Thiên Huyền Tử mơ hồ trả lời, rượu trong vò cũng đã gần cạn. Cuối cùng ông ta lại say khướt ngửa đầu ra sau dựa người vào ghế ngủ, thậm chí còn ngáy lên thật to. Nhìn thấy bộ dạng say xỉn của ông ta, Lục Vân lắc đầu, sau đó cau mày. Mặc dù vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, nhưng hắn cũng đã lấy được một số tin tức quan trọng từ lời nói của lão đạo sĩ này. Ít nhất thì hắn đã biết mình có mấy người chỉ đến từ giới hành sơn, nhưng cụ thể là người nào thì không rõ lắm. Dù sao thì cũng không phải là chị Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành sinh ra trong nhà họ Diệp ở tỉnh Giang Nam, sau khi cô ấy được đưa đến trại trẻ mồ côi thì người của Thiên Đạo Tông đã đứng ra cắt đứt mối liên hệ giữa cô ấy và nhà họ Diệp nên Lục Vân mới không thể điều tra ra được manh mối gì. Bản thân Lục Vân cũng giống như vậy, nếu không phải tình cờ gặp được Doãn Thu Thủy thì hắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình thật sự có quan hệ như vậy với nhà họ Doãn. Lục Vân cẩn thận sắp xếp lại manh mối trong đầu, liếc nhìn về phía vỏ rượu đã thấy đáy sau đó lại nhìn vị đạo sĩ già say khướt đang bất tỉnh kia. Thật sự không nói nên lời, rượu này ngon đến vậy sao? Hắn chộp lấy vỏ rượu rót ngụm cuối cùng vào miệng. Mạnh, mạnh hơn bất kỳ loại rượu nào mà bản thân từng uống trước đây. Nhưng, rượu dù có mạnh đến mấy, cũng không thể nào uống một ngụm nhỏ như vậy lại khiến người ta choáng váng. Lục Vân sửng sốt một chút, sau đó liền chửi, chết tiệt, lão già đáng chết này, thi triển mê hồn chú khi nào? Phịch, Lục Vân ngã xuống bàn rượu. Đối diện hắn, Thiên Huyền Tử rõ ràng đã say rượu bất tỉnh đột nhiên mở mắt, nở nụ cười danh mãnh nói, hừ, danh con, dám đấu với lão phu, con còn non lắm. Nói xong, ông ta liền ôm lấy Lục Vân bỏ chạy.
Nếu là một cuộc chiến quang minh chính đại, Lục Vân cảm thấy mình có thể treo cổ lão già quỷ nghiệt này lên đánh một trận, nhưng xét về độ quỷ quyệt thì hắn thực sự không bằng ông. Thậm chí còn không biết ông ta thi triển mê hồn chú lên bình rượu từ khi nào. Đây là một đạo giáo tâm linh. Lục Vân vẫn còn ý thức và rất tỉnh táo nhưng hắn không thể nói, mở mắt hoặc cử động cơ thể. Loại đạo giáo tâm linh này chỉ có thể dùng ý niệm tinh thần để phá giải. Với sức mạnh ý niệm hiện tại của Lục Vân, ít nhất phải mất nửa giờ, hoặc khoảng một giờ mới có thể phá vỡ mê hồn chú của Thiên Huyền Tử. Nguyên nhân chủ yếu là Lục Vân chưa bao giờ nghĩ tới lão già này lại sẽ đặt mê hồn chú này lên vào rượu, nếu không sao lại nói gừng càng già càng cay. Thật quỷ quyệt. Gió rít bên tai. Lục Vân có thể cảm nhận được mình đang bị người đàn ông quỷ nghiệt này cõng trên vai chạy đi, còn về việc ông ta đang đi đâu và mục đích là gì thì vẫn chưa rõ. Chưa đầy 20 phút sau, đột nhiên Lục Vân nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên, sư thúc tiểu Lục Vân. Sư huynh sao vậy? Một giọng nói rất quen thuộc với giọng điệu lo lắng vang lên. Chị Năm. Người lên tiếng là chị Năm của Lục Vân, Sở Giao. Sở Giao là một cô gái ngây thơ, lúc trước luôn một mực tìm kiếm sư phụ Thiên Diệu Tử của mình nhưng mãi không tìm thấy, cuối cùng lúc cô ấy được một hầm mộ lớn. Đang định bước vào ngôi mộ lớn đó thì đã bị Thiên Diệu Tử kéo ra. Hắn trúng độc cực kỳ nghiêm trọng. Thiên Huyền Tử đem Lục Vân đặt lên trên giường đá, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng nói. Cái gì, bị trúng độc? Sắc mặt Sở Giao lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy sự lo lắng, nói, sư huynh tài giỏi như vậy làm sao có thể bị trúng độc chứ? Thiên Huyền Tử lắc đầu, không nói gì. Thiên Diệu Tử ở bên cạnh nói với ông ta, không phải y thuật của huynh rất giỏi sao? Y thuật của sư chất Lục Vân đều do huynh dạy mà thành, chẳng lẽ đến cả huynh cũng không cứu được hắn? Thiên Huyền Tử cười khổ nói, biện pháp cứu hắn nhất định là có, nhưng huynh không làm được. Có là có, không có là không có. Huynh bảo có cách nhưng lại nói mình không thể, vậy là có ý gì? Làm không được thì sao gọi là cách? Theo tôi nghĩ đơn giản là do huynh không muốn cứu thôi. Sắc mặt Thiên Diệu Tử trầm xuống, hừ lạnh nói. Sở Giao lo lắng đến mức gần như bật khóc, cô ấy cầu xin, sư bá, người phải cứu sư huynh. Nhất định không được để sư huynh xảy ra chuyện gì đâu. Trước tiên đừng lo lắng. Thiên Huyền Tử an ủi, nói thật sự là sư bá không thể làm gì, nhưng hai người muốn cứu hắn lại vô cùng dễ dàng. Lời này là sao? Thiên Diệu Tử cau mày. Thiên Huyền Tử do dự một chút, hắng giọng nói, kỳ thật. Chất độc trong cơ thể Lục Vân khá đặc biệt, độc tính rất mạnh, mạng sống của hắn nhiều nhất chỉ có thể kéo dài tối đa khoảng nửa giờ. Nghe thấy lời này, trong hốc mắt Sơ Giao đã tràn chứa nước mắt. Ai ngờ sau đó lại nghe thấy Thiên Huyền Tử nói tiếp, nhưng mà, nếu có một người phụ nữ nào đó có thể ở bên cạnh hắn trong vòng nửa giờ này. Nói đến đây Thiên Huyền Tử dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào trên người Thiên Diệu Tử. Thiên Diệu Tử lập tức hiểu ý của ông ta. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, tức giận nói, sao huynh lại nhìn muội? Muội nói cho lão già vô lại huynh biết, không có khả năng, tuyệt đối không thể, để đồ đệ của huynh chết đi. Sư phụ người đang nói cái gì vậy? Làm sao người có thể thấy chết mà không cứu chứ? Sở Giao vừa lo lắng vừa tức giận nói. Nhất thời Thiên Diệu Tử tỏ vẻ bối rối, nói, Giao Nhi, không phải vi sư thấy chết không cứu, mà là bởi vì vi sư làm chuyện này không được, không phù hợp. Rốt cuộc là như thế nào, sư huynh sắp chết rồi, van xin hai người đừng kỳ kèo như vậy nữa được không? Thiên Diệu Tử suy nghĩ một chút, đột nhiên ghé vào tai Sở Giao thấp giọng nói vài câu. Tiếp theo, đôi mắt đẹp của Sở Giao đột nhiên mở to. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng. Cô không thể tin được, biện pháp mà cô và sư phụ nói lại là cùng tiểu Lục Vân. Thiên Diệu Tử nói xong, ý vị thâm trường mà thở dài một tiếng, nói, Giao Nhi. Con thấy đó, loại chuyện này làm sao có thể làm bừa được đúng không? Hơn nữa sư phụ còn lớn tuổi như vậy, khụ khụ. Giao Nhi, nhất định con cũng không muốn sư phụ như vậy đâu phải không? Con, khuôn mặt thanh tú của Sở Giao cứng đờ. Thiên Diệu Tử nhìn về phía Thiên Huyền Tử thở dài nói, này, sư huynh, muội nghĩ chúng ta nên ra ngoài một chuyến, xem có thể tìm được một cô gái bán hoa nào đó giúp sư chất Lục Vân vượt qua chuyện này được không? Thiên Huyền Tử đau buồn lắc đầu, vậy thì khó lắm, nơi đây cách thị trấn khá xa. Đi một hơi chắc cũng phải hơn nửa giờ.
nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn sư chất Lục Vân chết được. Cứ thử đi đã, lỡ như trên đường có thể gặp được người nguyện ý, hy vọng ông trời sẽ chiếu cố cho đệ tử đáng thương của tôi. Hai cái người gian xảo này thở dài, cùng nhau đi ra ngoài. Rất nhanh, chỉ còn Sở Giao ở lại đây một mình. Còn Lục Vân thì đang nằm bẹp trên giường đá. Tuy rằng Lục Vân không thể cử động, nhưng có thể nghe được, làm sao hắn có thể không hiểu ý đồ xấu xa của hai người kia chứ, trong lòng thầm gào lên, mẹ kiếp. Có cần phối hợp nhịp nhàng vậy không chứ? Hy vọng chị Năm sẽ không rơi vào bẫy. Nhưng được không đây? Vốn dĩ chị Năm đã rất khờ khạo, nói dễ nghe là ngây thơ, nói khó nghe là ngu hết chỗ nói. Mà quan trọng nhất là, cô luôn cho rằng Thiên Diệu Tử là người nghiêm túc thật thà, hơn nữa Thiên Huyền Tử nói gì thì cô cũng nghe nấy. Không ngoài dự đoán, sau một hồi im lặng, một giọng nói vang lên bên tai Lục Vân, tiểu Lục Vân, chị sẽ không để em chết, chị mạo phạm rồi. Hít, kha, một lão đạo sĩ với vẻ mặt gian xảo và một đạo cô ngực phẳng đang tranh cãi gay gắt về một vấn đề. Sau khi nam nữ vượt qua ranh giới cuối cùng, mối quan hệ giữa hai người sẽ nóng lên hay nguội lạnh? Lão đạo sĩ nói rằng nguội lạnh, chắc chắn sẽ nguội lạnh. Người xưa có câu cái gì không đạt được mới là tốt nhất. Vì thế sau khi có được, giai đoạn nóng bỏng qua đi, nam nữ đều sẽ dần mất đi cảm giác tươi mới và quan hệ giữa bọn họ chắc chắn sẽ dần trở nên nguội lạnh. Đạo cô ngực phẳng không phục và nói rằng một cô gái luôn dành những thứ tốt nhất của bản thân mình cho một người đàn ông. Sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi từ con gái trở thành phụ nữ, chắc chắn sẽ trở nên gắn bó với người đàn ông đó. Hai bên tranh cãi không ngừng. Lão đạo sĩ nói, tuy ta là đạo sĩ nhưng ta đã ngủ với hàng chục hàng trăm người phụ nữ. Thông thường sau khi xong việc, ta sẽ cảm thấy mất đi cảm giác mới lạ với bọn họ. Hừ, tên cặn bã, xấu mặt tông môn, cặn bãi, kinh tở mồ. Đạo cô thầm chửi rủa trong lòng, sau đó khinh thường nói, việc ngươi làm trong mấy giây có thể coi là tình cảm hay sao? Tại sao vài giây lại không được coi là tình cảm? Hai, sư muội, thảo luận là thảo luận. Xin đừng công kích cá nhân. Không đúng, không phải là công kích cá nhân mà là vu khống. Dù sao từ góc độ của một người phụ nữ, nếu như vượt qua ranh giới cuối cùng với người đàn ông mình thích thì sau này nhất định sẽ càng thích người đàn ông đó hơn, trừ khi người đàn ông đó giống ngươi, chỉ được vài giây. Sư muội còn được tính là phụ nữ không? Thiên Huyền Tử ưỡn ngực, không chịu thua kém. Ngươi! Thiên Diệu Tử cạn lời. Thiên Huyền Tử xua tay, thôi bỏ đi. Người đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Chúng ta không phải là đương sự, thảo luận về vấn đề này cũng vô ích. Dù sao đương sự cũng là đồ đệ của muội. Khó khăn lắm mới giữ được đoan chính. Thiên Huyền Tử hỏi, sư muội thật sự cho rằng Sở Giao nguyện ý làm vậy sao? Thiên Diệu Tử nghiêm túc suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, ta nghĩ vậy, chúng ta đều thấy tình cảm của Giao Nhi đối với Lục Vân. Nếu như con bé không nguyện ý thì điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa hai đứa chưa đủ sâu sắc và những gì Thiên Hư Tử làm năm đó đều sẽ trở nên phí công vô ích. Khi Thiên Hư Tử chưa bị điên, tuy không rõ nguyên nhân nhưng ông ấy để Lục Vân và bảy cô gái ở bên cạnh nhau trinh là để họ nảy sinh tình cảm. Nếu như Sở Giao thà nhìn thấy Lục Vân chết để bảo vệ trinh tiết thì chỉ có thể nói rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đạt đến mức đó. Mọi việc Thiên Hư Tử làm đều phí công vô ích. Cho nên hai lão gia hỏa làm ra chuyện hôm nay thực chất là một phép thử về kết quả của sự việc năm đó. Sau khi đi loanh quanh bên ngoài vài lần, Thiên Diệu Tử quyết định lẻn vào nhìn thử. Đến khi bà ấy đi ra, Thiên Huyền Tử vội hỏi, sao rồi? Đạo cô ngực phẳng nở nụ cười đầy ẩn ý, thanh âm rất lớn. Đây là một ngọn núi đá lớn. Bên trong núi đá có hang động đá. Trong hang động đá có giường đá. Lục Vân nằm ngửa trên giường đá, cảm xúc hỗn loạn. Hắn thực sự cảm nhận được quá trình biến đổi từ một cô gái trở thành phụ nữ của Sở Giao, từ trúc trắc đến thích ứng, từ kìm nén đến giải phóng, từ đau đớn đến chấp nhận. Tư vị bên trong rất khó diễn tả. Giống như một bông hoa mỏng manh khi mới gặp cơn mưa. Mỗi khi từng hạt mưa rơi xuống, cánh hoa sẽ khẽ rung lên. Nhưng khi những hạt mưa ngày càng dày đặc, những cánh hoa không còn rung nữa mà sẽ nhảy múa nhịp nhàng trong mưa. Điều khiến cho Lục Vân ngạc nhiên đó là thần công di gạch dưới vô minh của hắn không chỉ thất bại mà còn cảm nhận được thêm một viên đan giả ở trong đan điền của mình. Chủ nhân của viên đan giả này không ai khác chính là Sở Giao.
Điều này cho thấy thần công vô minh của Lục Vân không hề tồn tại thuyết âm dương gì đó, dù sao cũng đã đưa được Sở Giao vào danh sách tu luyện giả. Quả nhiên lão già không đoan chính đó lại chơi mình một vố rồi. Lục Vân chửi thầm trong lòng. Kỳ thật nghĩ lại, bản thân Thiên Huyền Tử cũng chỉ biết một chút về thần công vô minh. Hơn nữa, ông ấy từng nói chưa từng thấy người khác tu luyện thần công bao giờ. Nếu như ông ấy chưa từng nhìn thấy thì làm sao có thể nói ra chuyện âm dương. Thật đáng ghét. Hiển nhiên Sở Giao cũng phát hiện ra điều này. Vốn dĩ cô là một tu đạo giả, Thiên Diệu Tử chỉ dạy cô một số đạo pháp cơ bản nhưng vừa rồi, cô cảm nhận được một dòng năng lượng lưu chuyển trong đan điền của mình. Cô biết chắc chắn là do Tiểu Lục Vân. Công pháp thần kỳ của Tiểu Lục Vân đã biến cô thành tu luyện giả, đồng thời còn có thể mở ra thông đạo màu xanh, tốc độ ngưng tụ chân khí cực kỳ nhanh. Vì vậy nửa sau của quá trình, Sở Giao hoàn toàn thả lỏng bản thân. Mãi cho đến khi, Lục Vân khế khít mũi, cô mới tỉnh lại. Lúc này, Sở Giao mới hoàn hồn lại giống như một con thỏ trắng đang sợ hãi. Cô nhanh chóng đứng dậy, chiếc váy ngắn buông xuống che đi đám mây hồng. Cô chịu đựng cơn đau và giúp Lục Vân thu dọn quần áo. Thế nhưng khi nhìn thấy màu đỏ tươi trên quần, cô sững sờ trong giây lát, tim đập nhanh như trống. Chị Năm, để tránh cho Sở Giao xấu hổ, Lục Vân giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ. Ai tiểu Lục Vân, em dậy rồi à? Em không sao chứ? Sở Giao run giọng hỏi. Không biết là do hoảng sợ hay là chưa hồi phục lại cơn sóng to trước đó. Lục Vân hỏi, em làm sao? Em bị trúng độc, Thiên Huyền Tử sư bá đã châm cứu cho em và truyền cho em rất nhiều máu. Nhìn xem, đều dính cả vào quần của em rồi, thật bất cẩn quá. Sở Giao hít một hơi thật sâu và nghĩ ra một lý do hoàn hảo. Lục Vân cúi đầu nhìn màu đỏ tươi, trong lòng cảm thấy thương xót, thầm nghĩ chị Năm đúng là đồ ngốc. Hai kẻ không đoan chính đó có thể vô trách nhiệm nhưng Lục Vân thì không. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác tội lỗi. Nếu như chị Năm biết đây là thủ đoạn của hai kẻ lừa gạt kia thì không biết cô sẽ cảm thấy như thế nào. Lục Vân nhẹ nhàng nói, hóa ra là vậy, sau khi trúng độc, thuốc cầm máu có hiệu quả rất tốt. Chị Năm, đã lâu không gặp, em rất nhớ chị. Lục Vân đứng dậy từ giường đá, sải bước đến trước mặt Sở Giao, giang tay ôm lấy cô. Trong đôi mắt hắn tràn ngập sự đau khổ. Chị Năm, lúc nãy em đã nằm mơ. Lục Vân ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Sở Giao. Trong lòng, hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của cô. Cơ thể mềm mại của Sở Giao khẽ run lên, cô lo lắng hỏi em. Em đã mơ thấy gì? Em mơ thấy chị trở thành vợ của em. Đó thực sự là một giấc mơ ngọt ngào. Lục Vân cố ý hỏi, chị sao vậy? Không, chị không sao. Hàng tháng, con gái đều có những ngày này, chị cả và những chị gái khác cũng có như thế. Nghe lời Sở Giao nói, Lục Vân khẽ thở dài. Cô gái ngốc nghếch này tưởng rằng hắn thực sự trúng độc ngất đi nên cô không muốn nói ra sự thật cho hắn biết. Có lẽ cô sợ hắn nghe xong sẽ có áp lực tâm lý. Thế nhưng, chị Năm, chị có biết rằng chị càng cư xử như vậy thì sẽ càng khiến cho em cảm thấy áy náy không? Lục Vân đè lên vai Sở Giao, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn không tì vết của cô, nghiêm túc nói, em không quan tâm, vừa rồi trong giấc mơ em đã coi chị là vợ của em rồi. Vì thế, từ nay về sau, em sẽ không gọi chị là chị Năm nữa, cũng sẽ không gọi chị là sư muội. Chị là vợ của em, đừng mong quyệt nợ. Khi đến thời điểm thích hợp, em sẽ cưới chị, Thiên Binh Thần Tướng làm mối, lấy kim lân vàng làm xe cưỡi. Nếu như nói dối nửa lời thì sấm sét trên trời sẽ giáng xuống đánh em. Sở Giao vội vàng dùng tay bịt miệng hắn, tức giận nói, chị bị, Tiểu Lục Vân muốn nói như thế nào cũng được nhưng đừng thề độc. Trong lòng Sở Giao tràn ngập sự ấm áp, cô đơn thuần nhưng không ngốc. Làm sao cô lại không nghe ra được Tiểu Lục Vân nhất định đã biết chuyện xảy ra lúc nãy? Chỉ là cả hai ngầm hiểu ý nhau mà thôi. Vợ ơi, chúng ta đi thôi. Hắn không mong hai kẻ không đoan chính đó quay lại. Nếu như bọn họ dám quay trở lại thì hắn sẽ nhấn bọn họ xuống đất và trà sát thật mạnh. Ba ngày sau, tại một hòn đảo ở Thái Bình Dương, có rất nhiều tàu thuyền cập cảng xung quanh. Mật độ của đám đông có thể nói là vô cùng đáng sợ. Bọn họ bao gồm giới truyền thông, quân đội và các thế lực ẩn giấu từ khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều loại máy ảnh và máy quay được chuẩn bị sẵn,
vô số máy bay không người lái đang bay vòng quanh hòn đảo để thử nghiệm và điều chỉnh góc quay chụp. Họ đang chờ đợi thời khắc lịch sử. Thần cảnh Wilson của Mỹ thách đấu với thiên sát vương của Long Quốc. Wilson đã xuất hiện. Anh ta có mái tóc vàng, mắt xanh, mũi cao và vóc người cực kỳ cao lớn. Anh ta là người Mỹ da trắng với dòng máu cực kỳ thuần khiết. Vô số phóng viên tụ tập quanh anh ta để phỏng vấn. Ngài Wilson, xin hỏi tại sao đột nhiên ngài lại đưa ra lời thách đấu với thiên sát vương? Ngài đã từng gặp thiên sát vương bao giờ chưa? Ngài Wilson, lần này thiên sát vương bất ngờ chấp nhận lời thách đấu của ngài. Ngài có cảm thấy ngạc nhiên không? Hay là ngài vẫn luôn mong đợi thiên sát vương sẽ chấp nhận lời thách đấu? Ngài Wilson, truyền thông Mỹ đều nói rằng ngài đã tiến đến thần cảnh. Xin hỏi tin tức này có đúng không? Di gạch dưới ngài có chắc chắn sẽ giành chiến thắng trước thiên sát vương trong lần thách đấu này không? Ngài Wilson, phóng viên liên tục đặt câu hỏi. Có vẻ như Wilson rất hưởng thụ cảm giác này, anh ta không vội vàng trả lời chưa từng gặp thiên sát vương nhưng cũng giống như mọi người, tôi từng nghe về danh tiếng của hắn nhưng tôi không nghĩ hẳn đáng sợ như vậy. Thời đại của thiên sát vương sắp qua, từ nay trở đi sẽ là thời đại của tôi. Wilson, tôi sẽ dùng sức mạnh của bản thân để chứng minh rằng những tu võ giả ở Mỹ mạnh hơn những tu võ giả ở Long Quốc. Khi Wilson trả lời câu hỏi, anh ta bộc lộ sự tự tin mạnh mẽ. Hừ, chỉ là một tên hề mà cũng dám la lối om sòm. Một tiếng khịt mũi lạnh lùng đột nhiên phát ra từ đám đông dày đặc. Sắc mặt của Wilson hơi thay đổi, lạnh lùng nói, là ên nào dám nói nhảm. Đừng tưởng rằng tôi không hiểu tiếng Long Quốc, mau ra đây. Là tôi một tu võ giả của Long Quốc bước ra. Trong số những người xem lần này, có rất nhiều người là tu võ giả của Long Quốc cũng như những người đến từ Vũ Minh. Vân Thiên Thần Quân là bậc chí tôn của Long Quốc và được nhiều người dân ở Long Quốc tôn thờ giống như thần thánh. Trong lời của Wilson không hề có một chút sự tôn kính nào. Đây chính là sự khinh thường đối với Vân Thiên Thần Quân, cũng là khinh thường các tu võ giả ở Long Quốc. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tức giận. Tu võ giả Long Quốc bước ra vì không thể chịu nổi sự kiêu ngạo của Wilson, tại sao thần quân điện hạ phải ra tay với một tên hề? Sao ồ, ông có muốn thử thực lực của tôi không? Đôi mắt của Wilson nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, trên môi lộ ra nụ cười khinh thường. Hừ, tôi nguyện ý hết lòng vì thần quân điện hạ, giết chết tên hề này để mọi người được sớm chờ tắm rửa nghỉ ngơi. Tu võ giả Long Quốc sải bước về phía Wilson, nội lực. Được tích lũy trong cơ thể lập tức tỏa ra và hóa thành những móng vuốt sắc nhọn xé toạc không trung và đáp. Xuống đầu Wilson. Tôn giả một phương. Đây là tôn giả cảnh của Long Quốc. Ánh mắt của những người xung quanh sáng rực. Không ngờ trước khi thiên sát phương tới, bọn họ lại được thưởng thức món khai vị, thật là hời quá đi. Tôn giả cảnh. Cũng là một cường giả vô song. Ở rất nhiều quốc gia, chẳng hạn như Nam Ngư Quốc, nếu như không tiến hành thí nghiệm di truyền thì trăm. Năm sau khó có thể đạt đến tôn giả cảnh. Vì vậy, đây cũng coi như là một điều bất ngờ đáng để xem. Giới truyền thông không thể kiềm chế được nữa, muốn ghi lại quá trình trận đấu. Trước khi tu võ giả Long Quốc chuẩn bị ra tay, các phóng viên vây quanh Wilson đã giải tán vì sợ bị ảnh hưởng bởi trận đấu. Còn Wilson, khi đối mặt với những móng vuốt sắc nhọn từ trên trời rơi xuống, anh ta không hề có ý nghĩ trốn tránh. Anh ta nhếch môi cười khinh bỉ. Đột nhiên, Wilson đạp mạnh chân xuống đất, thân hình vạm vỡ của anh ta bay lên trời và đâm thẳng vào những móng vuốt sắc nhọn được ngưng tụ bởi nội lực. Sau đó có một tiếng nổ vang lên. Cánh tay to lớn của Wilson quét qua không trung lập tức đập nát những móng vuốt sắc nhọn. Nhờ có sự chuyển động của khí lưu, cơ thể cường tráng của Wilson bay trong không trung như một quả đạn bác. Chỉ trong chớp mắt, anh ta dùng đầu gối đập thẳng vào đầu của tu võ giả Long Quốc. Chia năm xẻ bảy. Chết. Một nhất phương tôn giả của Long Quốc mà chưa trụ qua một giây đã bị Wilson đánh chết. Toàn bộ hòn đảo dường như rơi vào một khoảng im lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đó là một nhất phương tôn giả đó. Sự tồn tại mà vô số người thường ngưỡng mộ lại bị Wilson. Giết chết dễ dàng như vậy, dễ như đâm thủng một tờ giấy mỏng. Wilson này không phải thùng rỗng kêu to. Anh ta dám đứng lên khiêu khích thiên sát vương là bởi vì anh ta có thực lực. Qua ngày hôm nay cường giả thần cảnh người Mỹ này sẽ nổi như thổi. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi,
dân chúng lập tức sôi trào, càng ngày càng mong chờ vị thần cảnh người Mỹ này sẽ đại chiến với Thiên Sát Vương Long Quốc. Ngoài Long Quốc và một vài nước bạn của Long Quốc thì các quốc gia khác đang lờ mờ có chút chờ Wilson tiên sinh sẽ giết được Thiên Sát Vương ngay trên hòn đảo nhỏ này. Đây là thần mới đánh thần cũ, là một khoảnh khắc đáng được ghi nhận vào lịch sử. Người dân của Long Quốc đang có mặt ở đây vừa kinh hãi vừa giận dữ. Bọn họ cũng giống như Nhất Phương Tôn giả vừa chết, bọn họ cực kỳ bất mãn với thái độ kiêu ngạo của Wilson, nhất là khi anh ta nói ra những lời này bất kính với Vân Thiên Thần Vương làm bọn họ càng tức giận hơn. Thần quân điện hạ, không ai được mạo phạm tới. Nhất Phương Tôn giả vừa rồi đã làm ra chuyện mà mọi người trong Long Quốc đều muốn làm, họ chỉ hận không thể tiêu diệt sự kiêu ngạo của Wilson ngay lập tức. Thật không may. Thất bại rồi. Nhưng người kia không chỉ thất bại trong việc hạ bệ Wilson mà còn khiến anh ta kiêu ngạo hơn cả lúc nấy. Mà những người quan sát xung quanh càng sôi sục hơn nữa vì anh ta. Đặc biệt là người Mỹ. Trước giờ họ vẫn luôn không hài lòng với Long Quốc, sau khi nhìn thấy Long Quốc dần dần trở nên mạnh mẽ hơn thì họ càng không vui. Nếu lần này anh ta có thể giết chết Thiên Sát Vương, tiêu diệt thánh nhân hộ mệnh nổi tiếng của Long Quốc thì chắc chắn sẽ giáng được một đòn nặng nề vào Long Quốc. Ngày đầu tiên trôi qua, Thiên Sát Vương không xuất hiện. Các tướng lĩnh của Thiên Sát Điện cũng không. Điều này không khác gì cực hình đối với những người chờ đợi, nhưng nghĩ lại vẫn còn hai ngày nữa cho nên họ phải kiên. Nhãn tiếp tục chờ. Đây là một trận chiến mang tầm quốc tế, rất đáng để chờ đợi. Ngày thứ hai, Thiên Sát Vương vẫn chưa tới. Lòng những người ở lại chờ càng thêm dằn vặt. Ngày thứ ba, cả một buổi sáng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Thiên Sát Vương đâu. Mọi người bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Thiên Sát Vương đã quên chuyện này rồi? Hay là do tin tức lúc trước Thiên Sát Vương chấp nhận khiêu chiến là giả? Không thể nào, tin tức đó là thủ lĩnh số 1 của Long Quốc đích thân thả ra, không thể là giả được. Có một phóng viên đã phỏng vấn Wilson, Wilson tiên sinh, hiện tại tâm trạng của ngài thế nào? Wilson chế nhạo, ha ha, tôi đã cho Thiên Sát Vương 3 ngày nhưng hẳn không dám xuất hiện, có lẽ là do sau khi nhìn thấy thực lực thật sự của tôi, hẳn đã trốn đi rồi, đúng là con rùa rụt đầu. Anh nói bậy, thần quân điện hạ của chúng tôi mà sợ anh sao? Wilson vừa dứt lời liền có người dân của Long Quốc giận dữ phản kháng, tâm trạng cực kỳ không vui. Là kẻ nào vừa nói, có năng lực thì tới trước mặt tôi nói này. Wilson liếc nhìn mọi người, ánh mắt sắc bén lướt qua cổ bọn họ, nhớ lại vị tôn giả cảnh bị nổ đầu trước đó, lòng bọn họ lập tức phát lạnh. Wilson khinh miệt chế nhạo, đồng hương Long Quốc hèn nhát, bắt đầu từ thời tổ tiên của các người đã khắc sâu chữ hèn nhát vào tận xương tủy rồi. Anh nói cái gì? Lời nói của Wilson hoàn toàn chọc giận tất cả người dân của Long Quốc. Ngay sau đó lập tức có người đứng lên nói, có thể thực lực của anh rất mạnh nhưng chúng tôi tuyệt đối không phải là kẻ hèn nhát. Đúng vậy, chúng tôi không phải kẻ hèn nhát, nếu anh có năng lực thì anh giết hết chúng tôi đi. Có người đầu tiên ra mặt, chẳng mấy chốc đã có người thứ hai, người thứ ba. Chỉ một lát sau đã có hơn 90% người dân Long Quốc có mặt ở đây tiến về phía trước, trừng mắt giận dữ với Wilson. Ngay cả phóng viên người Long Quốc đang phỏng vấn, Wilson cũng ném micro đi, nói, Wilson tiên sinh, xin hãy tôn trọng người khác. Ha! Wilson cười chế nhạo, nói tuyệt vời, các người thực sự làm tôi ấn tượng đó, nếu các người đã kiên cường như vậy thì để tôi thử xem các người có thể kiên trì ngọn lửa đó được bao. Lâu, quỳ xuống. Wilson đột nhiên phát ra một vòng khí thế khổng lồ, nhanh chóng giải phóng lan rộng ra xung quanh. Đương nhiên anh ta sẽ không thể nào giết hết tất cả người dân của Long Quốc có mặt ở đây. Mặc dù ở đây là vùng biển quốc tế, nhưng trong số những người Long Quốc này, ngoài võ giả ra vẫn còn rất nhiều người bình thường, nếu anh ta giết chết bọn họ sẽ tương đương với hành động kích động chiến tranh giữa hai nước. Oán trong giới võ tu không liên quan gì đến thế giới bình thường. Đây là điểm mấu chốt, cũng đây là quy tắc ai cũng hiểu. Ngay cả Wilson là một cường giả thần cảnh cũng phải tuân theo quy tắc này. Nhưng không giết người không có nghĩa là không thể sỉ nhục họ. Anh ta muốn tất cả những người này đều phải quỳ gối trước mặt anh ta. Bộp, bộp. Quả nhiên, sau khi Wilson tung ra khí thế áp bức đáng sợ đó, mọi người đã lần lượt quỳ xuống, cho dù họ không muốn thì cũng phải quỳ. Bọn họ chỉ là người bình thường, làm sao có thể chịu được khí thế áp bức của Wilson? Cho dù không kể đến người bình thường,
khi những võ giả kia đối mặt với sức mạnh áp đảo này Wilson, bọn họ cũng không thể chống đỡ được bao lâu đã phải khuỵu gối xuống đất. Quỳ! Lúc này đây, mọi người đều đang run rẩy. Nhưng họ run không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận. Họ thà chết còn hơn chịu sự sỉ nhục này. Mà giờ đây họ đang phải buông xuôi chịu đựng sự áp chế của khí thế đáng sợ kia, muốn chết cũng chết không được. Thật là khinh người quá đáng. Thần quân điện hạ, ngài đang ở đâu? Ngược lại, những người nước ngoài xung quanh lại lộ ra vẻ mặt chế giễu như đang xem kịch, cảnh tượng thú vị như thế này rất khó có được đấy. Thú vị, thật thú vị. Ha ha, nhìn những người Long Quốc đó kìa, bọn họ đúng là kiên cường quá mà, ngay cả quỷ cũng không phai hết được. Một tên hề biến đổi gen, thật sự không có ai trong Long Quốc của ta. Ngay lúc này đây, một tiếng quát giận dữ tỏa ra áp lực kinh người, làm gián đoạn suy nghĩ của mọi người. Họ nhìn thấy trên mặt biển mênh mông có một bóng người cao lớn đeo mặt nạ đầu rồng đang rẽ sóng bước tới. Giọng nói chấn động đó vừa phát ra, linh hồn mọi người trên hòn đảo lập tức vô thức run lên. Họ không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Thiên Sáp Vương! Thiên Sáp Vương đến rồi! Chiếc nạ đầu rồng vừa quen thuộc vừa đáng sợ đối với vô số người, hắn xuyên qua làn sóng, dùng tốc độ cực nhanh di chuyển về phía trước. Hiện tại trông bộ dạng của hắn cực kỳ giống một con rồng thật sự đang rẽ sóng tiến vào bờ. Người dân của Long Quốc đồng loạt hô to hưng phấn, là thần quân điện hạ của chúng ta đang đến đây. Tất cả sự sỉ nhục mà bọn họ phải chịu đựng lúc trước, giờ phút này lập tức hóa thành nhiệt huyết dâng trào một cách thật điên cuồng, thôi thúc bọn họ gầm thét không ngừng. Thần quân của Long Quốc đang đến để cứu họ. Trong chớp mắt, Lục Vân đã lao tới hòn đảo, dưới lớp mặt nạ đầu rồng là một đôi mắt đen như mực tràn đầy hàn ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Wilson. Hắn không nói lời nào. Nhưng ánh mắt ấy đã thay lời hắn muốn nói. Hắn không nhúc nhích. Nhưng chỉ sự xuất hiện của hắn đã đủ gây sốc cho toàn bộ khán giả có mặt. Đây chính là ánh hào quang mạnh mẽ của Thiên Sáp Vương. Hiện tại cổ họng của tất cả những người nước ngoài vừa lên tiếng chế giễu đều như đang bị một bàn tay to vô hình bóp nghẹt, trái tim đập thình thịch như sắp nổ tung trong khoang ngực. Wilson vốn dĩ ngông cuồng khiêu khích Thiên Sáp Vương, nhưng đến khi hắn thực sự xuất hiện trước mặt thì anh ta lại cảm thấy có chút hoảng loạn. Đặc biệt là khí thế lạnh băng đáng sợ của Thiên Sáp Vương. Nó đã in một vết thật sâu trong tâm trí anh ta. Có điều, đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là, rõ ràng một giây trước khí thế vẫn ngút trời, nhưng sang tiếp theo hắn đã hoàn toàn thu hết toàn bộ khí thế đó lại, tại sao hắn có thể có được khả năng khống chế kinh người như thế? Thiên Sáp Vương tuyệt đối là tồn tại chống lại tất cả các quốc gia khác. Quả là danh bất hư truyền. Ánh mắt Wilson chợt lóe sáng, tinh thần tập trung cao độ. Nhưng Thiên Sáp Vương không nhúc nhích, anh ta cũng sẽ không tùy tiện nhúc nhích. Gần 3 phút trôi qua. Lục Vân chậm rãi lên tiếng, tôi đang đợi đồng đội của mình tới, còn anh đang đợi cái gì? Giọng nói vừa dứt. Bất chợt trên mặt biển thuần một màu xanh bỗng nhiên xuất hiện một chùm sáng đỏ, nó vun vút lao đi trên mặt biển, chỉ cần là nơi nó lướt qua sẽ tạo nên một đợt sóng dâng cao. Giống như một khối sắt nóng đỏ bị nhúng vào nước mát, nó khuấy động mặt biển bắn lên tung tóe. Cảnh tượng này, trông còn ầm ĩ hơn cả lúc Lục Vân phá sóng bước tới. Cho tới khi tia sáng màu đỏ đó bay đến gần hơn thì mọi người mới thấy rõ thật ra đó là một thanh kiếm, một thanh thần kiếm toàn thân màu đỏ, đã vậy quanh thân nó còn có một ngọn lửa rực cháy bao lại. Mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt. Hóa ra đây là đồng đội của Thiên Sáp Vương. Ngự linh thần kiếm. Lục Vân chậm rãi nói, tôi không quan tâm thí nghiệm gen của các người đã tạo ra bao nhiêu thần cảnh. Thiên Sáp Vương của tôi chỉ cần một thanh kiếm có thể chém hết quỷ tiên, kiếm đến. Lục Vân giơ một tay bắt lấy thần kiếm đang bay cực nhanh về phía mình, sau đó ánh sáng kiếm quang màu đỏ đột một bành trướng, lập tức hóa thành một thanh chiến kiếm khủng bố, khí thế mạnh đến mức phảng phất như xé rách cả trời đất. Ầm ầm. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ hơi thở tử vong, tâm trạng của họ càng thêm áp lực, hô hấp cũng tựa như ngừng lại ngay thời khắc này. Đây là Thiên Sáp Vương. Đây là vị thần bảo vệ của Long Quốc. Khủng bố quá. Mọi người trên thế giới đều biết Thiên Sáp Vương rất khủng bố, nhưng không có nhiều người được tận mắt chứng kiến uy lực của hắn. Lần này,
nếu Thiên Sát Vương không đồng ý cho bọn họ quan sát thì có người nào dám tùy tiện chạy đến hòn đảo này. Chỉ một kiếm của Thiên Sát Vương chém xuống đã đủ hóa mọi người thành cho bụi. Ầm ầm, ầm ầm. Wilson đang gồng cổ đến đỏ bừng, phẫn nộ mắng, dù anh ta đã là thần cảnh nhưng đứng dưới thanh kiếm của Thiên Sát Vương lại không có một chút lực phản kháng nào. Khí thế của thanh kiếm đó giống như một cái xiềng xích phong tỏa hết tất cả sức mạnh của anh ta. Chênh lệch giữa thần thật và thần giả, có thể nói là lớn như trời với đất. Tại sao Thiên Sát Vương lại mạnh mẽ như vậy? Wilson chết lặng. Kiếm khí ngập trời chém ập xuống. Có 10.000 Wilson cũng không thể chống lại được. Vậy mà ngay khi Wilson cảm thấy mình sắp bị chém thành từng mảnh, ánh kiếm đáng sợ kia lại tự mình biến mất. Wilson sững sờ. Mọi người ở đó cũng sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì? Nhanh quá. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy không lâu sau khi kiếm quang kia biến mất, Thiên Sát Vương lại chém ra một nhát kiếm khác, cùng một uy lực mạnh mẽ giống vừa nãy, vào thời khắc mấu chốt, nó cũng tự động biến mất. Tình huống như thế cứ lặp đi lặp lại 3 lần liền. Wilson hoàn toàn sụp đổ, 3 nhát kiếm này lần lượt đưa anh ta đến quỷ môn quan 3 lần, nhưng vào thời điểm quan trọng nhất, chúng đã kéo anh ta trở lại. Đây là sỉ nhục, là trừng phạt dành cho Wilson. Giống như vừa rồi anh ta đã bắt tất cả người dân của Long Quốc có mặt ở đây phải quỳ xuống. Những kẻ làm nhục người khác rồi sẽ bị người khác làm nhục lại. Lại một nhát kiếm khác. Wilson cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực tâm lý như vậy, anh ta nặng nề quỳ xuống, bên miệng thì liên tục hét lên, xin Thiên Sát Vương. Ngài hãy cho tôi chết đi. Wilson biết những gì mình làm lúc trước đã chọc giận Thiên Sát Vương, anh ta không thể thoát khỏi tội chết cho nên bây giờ anh ta chỉ hy vọng Thiên Sát Vương có thể cho anh ta chết thoải mái một chút. Cái cảm giác liên tục bước chân đến cạnh quỷ môn quan như vậy thật sự là sống không bằng chết mà. Lục Vân rút kiếm ra, thản nhiên nói, dùng lớp phòng ngự mạnh nhất của anh đi. Wilson quỳ trên mặt đất vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, khi nghe thấy lời nói của Lục Vân, anh không biết tại sao nhưng anh không dám không nghe, vì thế anh ta chỉ có thể đứng dậy một lần nữa, phát huy hết sức mạnh tấn công về phía Lục Vân. Võ giả phương Tây bọn họ đều chỉ đi theo con đường vừa đơn giản lại thô bạo nhất, họ nói tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, họ sẽ không sử dụng các chiêu trò bỉ ổi như các nước Đông Dương. Wilson vừa bộc phát sức mạnh, trông anh ta sừng sững như một ngọn núi. Cho dù thần cảnh mà anh ta có là do thí nghiệm gen tạo ra, nhưng sức mạnh đó cũng không phải là thứ tôn giả cảnh bình thường có thể sánh bằng, cú đấm này vừa tung ra đã làm chấn động cả không khí xung quanh. Thân hình Lục Vân khẽ nhúng nhích, sau đó cũng xuất ra một đấm tương tự. Răng rác, cánh tay của Wilson lập tức bị đánh gãy nát. Kế tiếp. Đòn công kích của hắn tiếp tục lao tới như một con cuồng long, nó xuyên thẳng qua trái tim của anh ta, đợi Wilson kịp phản ứng lại thì trên ngực của anh ta đã có thêm một cái lỗ to bằng nắm tay. Một cái lỗ thông thẳng từ trước ngực ra sau lưng. Mà thủ phạm gây ra là một đấm vừa rồi. Wilson, một tên thần cảnh của nước Mỹ vừa rồi còn cực kỳ kiêu ngạo cho rằng Thiên Sát Vương chỉ là rùa rụt cổ, hiện tại đã bị Thiên Sát Vương dùng một quyền trực tiếp xuyên thủng cả lồng ngực. Ngã gục xuống đất. Vậy mà lúc này vẻ mặt của anh ta lại hiện lên tia nhẹ nhõm cùng với thanh thản. Bởi vì anh ta biết được, một khi chọc giận Thiên Sát Vương, muốn chết cũng khó đến cỡ nào. Chỉ cần Long Quốc có Thiên Sát Vương, cho dù nước Mỹ có tạo ra bao nhiêu thần cảnh giả đi chăng nữa, cũng không. Dám vọng tưởng vượt qua Long Quốc về mặt võ thuật. Đây là những suy nghĩ cuối cùng của Wilson trước khi chết. Đám đông xung quanh họ rơi vào khoảng im lặng, chết rồi. Anh ta chết thật rồi. Mà cái đáng nói là Thiên Sát Vương rõ ràng còn không thèm dùng kiếm để giết Wilson mà chỉ dùng một quyền mạnh mẽ đánh chết anh ta chết tươi. Đây là chỗ khủng bố của Thiên Sát Vương. Trải qua trận chiến này, sau này còn võ giả nước nào dám khiêu chiến Thiên Sát Vương nữa không? Bái kiến thần quân Điện Hải. Bái kiến thần quân Điện Hải. Bái kiến thần quân Điện Hải. Giờ phút này tất cả người dân của Long Quốc đều đang kích động không thôi. Đồng loạt hét lên đầy phấn khích, cam. Tâm tình nguyện liên tục dập đầu xuống đất để tỏ lòng tôn kính với thần quân Điện Hạ. Đây là thần bảo vệ của bọn họ. Có một vị thần bảo vệ như vậy, người Long Quốc còn sợ gì nữa mà không trỗi dậy. Ánh mắt bình tĩnh của Lục Vân lướt qua nhóm người Long Quốc rồi khẽ gật đầu. Nhưng mà,
khi ánh mắt hắn quét tới những người nước ngoài khác thì từ chiếc mặt nạ đầu rồng lại tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Thấy vậy, chân của tất cả đám người nước ngoài đó bắt đầu run rẩy không ngừng. Có vài người nhát gan không chống đỡ nổi đã lần lượt ngã khuỵu xuống. Cái quỷ gối này có ý nghĩa hoàn toàn khác với cái lúc. Trước Wilson ép người dân Long Quốc làm, Wilson ép họ quỳ xuống là để làm nhục Long Quốc, còn bây giờ thì khác, những người nước ngoài này quỳ xuống là vì bản năng sợ hãi của bọn họ mách bảo như vậy. Thiên Sát Phương không dùng vũ lực để ức hiếp kẻ yếu. Hẳn chỉ cần đứng yên ở đó, đưa chiếc mặt nạ đầu rồng nhẹ nhàng quét qua một lượt đã toát ra một loại uy nghiêm tối cao, khiến gan mật của mọi người vô thức run lên rồi sợ hãi quỳ xuống. Họ sợ Thiên Sát Phương sẽ tính sổ chuyện họ đã chế nhạo người dân Long Quốc. Thế nhưng, làm sao họ biết được Lục Vân căn bản không thèm tính toán với đám con kiến hôi này? Ánh mắt rời đi, việc này làm đám người nước ngoài kia đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như thể vừa nhặt được cái mạng về từ quỷ. Môn quan! Dường như bọn họ đã hiểu được tại sao lúc nãy Wilson chỉ một lòng muốn chết như vậy. Gặp phải sát thần, có người nào mà không bị dọa chết khiếp chứ? Thần quân điện hạ, xin hỏi hiện giờ ngài có muốn phát biểu điều gì không? Trong khoảng không im lặng, bỗng nhiên một mỹ nữ Long Quốc chân dài cao lớn nở nụ cười xinh đẹp đi về phía Thiên Sát Phương, làm trong lòng tất cả mọi người có mặt đều thâm sợ hãi. Thật sự có người dám phỏng vấn Thiên Sát Phương sao? Cô ta không sợ chết sao? Tại đây có rất nhiều phóng viên, trước đó bọn họ còn hào hứng phỏng vấn Wilson thế nhưng khi đối mặt với Thiên Sát Phương, bọn họ căn bản không dám tiến lên phía trên, huống chỉ là đưa micro đến bên miệng Thiên Sát Phương. Làm vậy có khác gì nhổ răng hổ sao đâu chứ? Sao ám chỉ việc làm nguy hiểm? Tất cả mọi người đều nín thở chờ xem Thiên Sát Phương sẽ xử lý nữ phóng viên xinh đẹp này thế nào. Cô ấy tưởng mình xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm sao? Thiên Sát Phương không phải người bình thường. Nhưng mà, khác hẳn với dự đoán của mọi người, Thiên Sát Phương thực sự đã giật lấy chiếc micro từ tay cô phóng viên xinh đẹp và trầm giọng nói. Long Quốc không bao giờ chủ động gây chiến không phải bởi vì người Long Quốc hèn nhát mà là vì chúng tôi là một đất nước hữu nghị. Có điều, nếu có người nào dám xâm phạm đến Long Quốc của chúng tôi thì dù người đó có ở xa đến mức nào cũng phải gánh chịu trừng phạt. Dù ở rất xa cũng sẽ bị trừng phạt. Những lời này khiến mọi người nhớ tới cảnh tượng mấy năm trước Thiên Sát Phương dẫn quân một đường giết đến kinh thành của Nam Ngư Quốc. Cho nên lời này tuyệt đối không phải là nói đùa. Đồng thời, mọi người cũng cảm thấy thật khó tin, Thiên Sát Phương thật sự đồng ý tiếp nhận phỏng vấn sao? Quả nhiên là chỉ cần xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, làm sao bọn họ biết được lý do thật sự khiến Lục Vân sẵn sàng phỏng vấn không phải vì cô phóng viên Long Quốc này đẹp, mà vì cô ấy là chị tư của hắn. Ước mơ lớn nhất của Vương Băng Ngưng là được phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân một lần, Lục Vân cũng từng hứa với cô rằng hẳn nhất định sẽ giúp cô thực hiện ước mơ này. Hơn nữa sẽ biến cô thành người đầu tiên được phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân. Không có lý do gì để hắn không nuông chiều chị gái mình cả. Vốn dĩ Vương Băng Ngưng đã tạm dừng làm phóng viên, gần đây cô chỉ tập trung vào việc phụ Khuynh Thành quản lý tập đoàn. Ấy vậy mà ngay khi cô nhận được cuộc gọi của Tiểu Lục Vân, cô đã lập tức trở lại với nghề nghiệp cũ của mình. Cuộc phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân đã điểm tô thêm cho sự nghiệp phóng viên của cô càng thêm hoàn hảo. Vương Băng Ngưng cảm giác như bản thân đang chìm đắm trong hạnh phúc. Đám người xung quanh thì kinh ngạc không thôi, có điều ngay giây kế tiếp, không khí đột nhiên sôi sùng sục lên như có nước đổ vào dầu sôi. Bởi vì, bọn họ vừa nhìn thấy một hành động. Thiên Sát Phương đã cởi bỏ chiếc mặt nạ đầu rồng. Vị thần bảo vệ bí ẩn của Long Quốc cuối cùng có lộ diện bộ mặt thật của mình hay không? Dưới chiếc mặt nạ đầu rồng lạnh lùng và uy nghiêm đó sẽ là một khuôn mặt như thế nào? Tất cả mọi người đang có mặt, dù là người đến từ Long Quốc hay người nước ngoài đều mở to hai mắt, hơi thở dần dồn dập. Đồng thời còn không quên lấy ra đủ loại công cụ chụp ảnh. Họ muốn ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Thấy rồi. Sắp thấy được rồi. Đã lộ ra nửa chiếc căm rồi. Tim mọi người như muốn nổ tung. Tay người nào cũng run rẩy không ngừng. Nhưng họ chỉ có thể gắt gao kiềm chế bản thân và cố gắng giữ dụng cụ chụp ảnh trên tay ổn định nhất có thể. Trên bầu trời phía trên hòn đảo, vô số máy ảnh không người lái tập trung ống kính vào thân hình cao lớn, chờ đợi khoảnh khắc Thiên Sát Phương cởi bỏ mặt nạ. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, mọi người đột nhiên cảm thấy dưới chân mình hình như đang rung chuyển dữ dội,
sóng biển xung quanh hòn đảo cuộn trào mãnh liệt, tiếng sóng vỗ vào bờ che phủ đi hết thảy mọi thứ. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đều kinh hãi, không cách nào cầm chắc được dụng cụ chụp ảnh trong tay nữa mà lần lượt để nó rơi hết xuống đất. Ngay sau đó lập tức có người kêu lên, không xong rồi. Hòn đảo đang chìm xuống. Bùm! Hòn đảo thực sự đang chìm. Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng dưới chân đang mất đi điểm tựa, như thể phần lớn hòn đảo đã chìm xuống trong chớp mắt, nước biển xung quanh lấn vào bờ biển với tốc độ cực nhanh. Lùi lại, mọi người lập tức rời khỏi hòn đảo này mô. Rốt cuộc Lục Vân vẫn không cởi mặt nạ đầu rồng nữa mà quay sang ra lệnh cho mọi người rời khỏi hòn đảo. Lúc này lùi lại vẫn còn kịp. Chị Tư, chị đi trước đi. Tiểu Lộ Vân, em không đi sao? Em còn có một số việc phải làm, chị yên tâm, đối với em thì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vương Băng ngừng do dự một chút, gật đầu nói, vậy thì em nhớ cẩn thận. Cô biết cảnh tượng này đối với Tiểu Lục Vân không là gì cả, Tiểu Lục Vân đã có thể cưỡi trên sóng mà đi, thì những đợt sóng này căn bản không gây ra uy hiếp gì cho hẳn cả. Phải có lý do gì đó mới khiến Tiểu Lục Vân ở lại. Nhưng Vương Băng ngừng không hỏi quá nhiều, cũng không có thời gian để hỏi nhiều. Cô nhanh chóng cùng đám người xung quanh rời khỏi hòn đảo, cùng nhau đi lên một chiếc du thuyền khổng lồ. Đám người nhanh chóng sơ tán đi. Bởi vì mọi người đã phát hiện hòn đảo đang chìm từ rất sớm, đồng thời ở đây còn có lực lượng của nhiều quốc gia hợp tác lại sơ tán người dân nên toàn bộ quá trình không hề diễn ra tình trạng giã ấm đạp lên nhau. Mọi việc khá trật tự. Rất nhanh. Mọi người từ các quốc gia đã thành công về đến du thuyền chở khách hoặc máy bay chiến đấu bay lượn trên đầu để rời khỏi hòn đảo, nhưng mà họ không di chuyển đi quá xa mà đứng đó cách một khoảng để quan sát hòn đảo chìm xuống. Thứ nhất là bọn họ muốn biết tại sao hòn đảo lại bị chìm. Thứ hai là họ tò mò tại sao Thiên Sát Phương vẫn còn ở lại trên đảo. Ngay lúc này, Lục Vân là người duy nhất có mặt trên đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương kia. Hắn đứng yên bất động. Nhưng thật ra tâm trạng của hắn đang vô cùng phấn khích. Chắc chắn phía dưới hòn đảo này có ẩn chứa thứ gì đó không hề tầm thường, mà hắn biết được vậy là vì hắn đã cảm nhận được thật ra cả hòn đảo này là một trận pháp vô hình. Có lẽ vì mấy nhát kiếm hắn vừa chém ra khi nãy đã kích trận pháp vô hình này, khiến toàn bộ hòn đảo bắt đầu chìm xuống. Nước biển dâng lên rất nhanh hay nói cách khác là tốc độ hòn đảo chìm xuống cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ thoáng chốc nước biển đã cao đến thắt lưng của Lục Vân. Nhưng hắn vẫn chưa có ý định rời đi. Hắn tin chắc hòn đảo này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Ùng ục, cuối cùng hòn đảo đã hoàn toàn bị nhấn chìm, hàng loạt gợn sóng dữ tợn kia cũng dần dần bình tĩnh lại. Cả hòn đảo đã biến mất hoàn toàn, như thể nó chưa từng tồn tại. Mà đồng thời, Thiên Sát Phương cũng đã biến mất cùng hòn đảo đó. Thế nhưng lúc này không có người nào tin Thiên Sát Phương sẽ chết đi dễ dàng như vậy. Người thần kỳ như hẳn không thể nào lường trước được bằng những suy nghĩ thông thường, cho dù là dùng cách nín thở dưới nước đi chăng nữa, nói không chừng hắn còn có thể kéo dài được một lúc lâu. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Lục Vân không chết, nhưng mà hắn đang vô cùng sốc trước cảnh tượng trước mắt. Ngay khi nước biển ngập tới đầu, Lục Vân đã nhanh chóng nín thở nhưng ngay sau đó hắn phát hiện nước biển bao quanh mình đang rút đi nhanh chóng, tạo thành một thế giới dưới nước khép kín. Hắn biết đây là tác dụng của trận pháp. Trước mặt Lục Vân là một bệ đá hình trụ nhô lên một cách kỳ lạ, trên bệ đá có thứ gì đó lơ lửng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới nước. Lục Vân mở pháp huyền chân nhãn ra cố gắng nhìn rõ xem nhưng suýt nữa hắn đã bị thứ ánh sáng sắc bén đó chiếu mù cả mắt. Bảo vật. Nó chắc hẳn là bảo vật. Là một bảo vật ngay cả pháp huyền chân nhãn cũng không nhìn thấu được. Tim của Lục Vân lập tức tăng tốc đập nhanh hơn rồi hắn chậm rãi di chuyển về phía bệ đá, không phải hắn không muốn đi nhanh mà là vì bệ đá đang phóng ra một lực đẩy mạnh kinh khủng. Lục Vân vận chuyển chân khí toàn thân, cố gắng phá vỡ lực đẩy này. Thế nhưng, bước đi của hắn vẫn chậm rãi như cũ, 20 mét, 10 mét, 5 mét, càng rút ngắn khoảng cách, tất cả sức mạnh trên người Lục Vân càng thất thoát đi rất nhiều. Mồ hôi đổ ra như mưa ồ. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất mà Lục Vân gặp phải kể từ khi trở thành người tu luyện. Nhưng mà càng như thế, tâm trạng của hắn càng hưng phấn, bởi vì điều đó có nghĩa là bảo vật phía trước chắc chắn là thứ kinh hãi thế tục. Ngự linh thần kiếm, phá nó cho ta. Lục Vân gầm lên một tiếng,
thần kiếm lập tức chém một nhát phá vỡ lực đẩy mạnh mẽ trước mặt. Nhờ vậy, Lục Vân đã thành công tiến đến vị trí cách bệ đá chừng 1 mét. 1 mét, hai bên chỉ cách nhau chừng 1 mét, bảo vật này sẽ về tay hắn. Nhưng mà, nhát kiếm này cũng đã tiêu hao gần hết sức lực của Lục Vân, hắn cứng đờ thở dốc tại chỗ. Mặc dù khoảng cách chỉ còn 1 mét, Lục Vân vẫn không thể nhìn rõ đó là gì. Thậm chí hắn còn không dám nhìn vật đó quá lâu vì ánh sáng của nó thật sự quá chói mắt. Bước cuối cùng, chỉ còn lại bước cuối cùng, Lục Vân nghỉ ngơi hồi lâu, đợi sau khi thân thể hoàn toàn ổn định lại hẳn tiếp tục bước đi, thử tiến thêm một bước nhỏ thăm dò. Đột nhiên, một lực đẩy còn đáng sợ hơn lần trước gấp trăm lần điên cuồng lao ra khiến bước nhỏ cuối cùng của Lục Vân còn khó hơn lên trời, thậm chí hắn còn bị đẩy lui về sau 4-5 mét liền. Khó! Khó quá! Lục Vân chưa bao giờ gặp phải khó khăn như thế. Hắn đành phải tạm thời ngừng việc tiến về phía trước, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. May là trong trận pháp thần bí này có phong tỏa một ít linh khí đủ để Lục Vân ngưng tụ ra chân khí. Cả thế giới dưới nước bị bảo vật kia chiếu sáng đến mức không thể phân biệt được là ngày hay đêm, khái niệm về thời gian cũng hoàn toàn biến mất. Lục Vân ngưng tụ chân khí cố gắng tấn công bệ đá kia hết lần này đến lần khác, đồng thời cũng thất bại hết lần này đến lần khác. Lục Vân không còn nhớ rõ mình đã thất bại bao nhiêu lần. Bảo vật gần ngay trước mắt rồi lại xa tận chân trời, nhưng Lục Vân thực sự không cam lòng từ bỏ như vậy. Lại một lần nữa nghỉ ngơi và hồi phục lại sức lực. Chân khí Chona cơ thể Lục Vân lại trở về trạng thái tràn đầy. Lần này, hắn lại lao tới vị trí cách bệ đá 1 mét. Lực đẩy mạnh mẽ kia vẫn khủng bố như cũ. Vân Thiên Thần Quân, tôi muốn gì được đó, không người nào có thể ngăn cản, phá cho tôi đi. Lục Vân gầm lên, vận dụng hết sức lực toàn thân tiến về phía trước nửa bước nữa, quần áo trên người hắn đột nhiên nổ tung, lực đẩy mạnh mẽ kia nháy mắt hóa thành hàng nghìn lưỡi dao sắc bén rạch hắn thương tích đầy mình. Xoẹt xoẹt xoẹt, tổ trên người hắn có vô số vết cắt. Máu tươi điên cuồng chảy ra, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm màu đỏ như máu phá vỡ con đường phía trước. Trên mặt Lục Vân đan xen dữ tợn, đau đớn và điên cuồng, cuối cùng hợp thành vẻ mừng như điên. Bởi vì, cuối cùng hắn cũng chạm tới vật trên bệ đá rồi. Một cỗ đau đớn kịch liệt như muốn xé rách lòng bàn tay Lục Vân đột ngột xông tới làm cả cánh tay hắn run lên bần bật. Lục Vân có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang xuyên vào lòng bàn tay mình. Vừa rút bàn tay về, đồng tử của Lục Vân lập tức co rút dữ dội. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn đã xuất hiện một dấu ấn có hình dạng tựa như một chiếc gương nhỏ hình thoi. Chắc chiếc gương nhỏ này là thứ đã tỏa ra thứ hào quang chói mắt kia, nhưng mà công dụng của nó là gì? Lục Vân ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc gương hình thoi trong lòng bàn tay. Đang nghi ngờ, hắn đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới dưới nước đang run lên, vô số ánh sáng trắng rải rác gần đó bỗng nhiên trỗi dậy. Điên cuồng ngưng tụ lại. Ánh sáng trắng điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành 3 kiếm ý kinh thiên. Trong nháy mắt sắc mặt của Lục Vân đã tái nhợt đi. Bất kỳ kiếm ý nào trong 3 kiếm ý này đều phóng ra khí tức chết chóc đáng sợ, với tu vi hiện tại của Lục Vân, nếu bị bất kỳ một trong số chúng đánh trúng, rất có thể sẽ lập tức biến thành tro tàn. Người có thể lưu lại kiếm ý mạnh mẽ như vậy sẽ có tu vi khủng bố đến cỡ nào đây? Không còn thời gian để suy nghĩ đến nữa. Lục Vân điên cuồng bỏ chạy, bởi vì hắn đã cảm giác được một trong những kiếm ý đó đang phóng ra tín hiệu nguy hiểm, cứ như ngay giây kế tiếp nó sẽ chém thẳng vào người hắn. Lục Vân không muốn chết ở chỗ này. Chủ yếu là bởi vì hắn không ngờ rằng trong trận pháp thần bí này ngoài một gương bảo vật ra, còn có 3 kiếm ý khủng bố như vậy. Nếu sớm biết chuyện này, hắn còn cần loại bảo vật này nữa không? Lục Vân lập tức thi triển hết những đạo pháp đã học được ra ngoài hết, để chạy trốn khỏi thế giới dưới nước khép kín này, thế nhưng trận pháp thần bí này vô cùng quỷ dị, không gian bên trong dường như đã mọc ra vô số xúc tu cản trở không cho hắn tiến về phía trước. Bùm! Kiếm ý quái dị cuối cùng đã giáng xuống. Hơi thở tử vong vô tận lập tức tràn vào cơ thể Lục Vân. Lục Vân đau khổ cười lên một tiếng. Tham! Vì tham muốn cái bảo vật này mà hắn đã đánh đổi cả tính mạng của bản thân. Thật là xui xẻo. Ngự linh thần kiếm trong tay Lục Vân bị đánh bay, dưới kiếm ý áp đảo ngập trời, mọi sự kháng cự đều dường như vô nghĩa. Ngay khi Lục Vân tưởng rằng mình sẽ phải vĩnh viễn vĩnh biệt các chị thì lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên truyền đến một cảm giác nóng rực, sau đó một cảnh tượng kỳ quái xảy ra.
Khi đạo kiếm ý khủng bố kia giáng xuống, lòng bàn tay phải của Lục Vân đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng huyền ảo, chuyện bất ngờ hơn nữa là luồng ánh sáng huyền ảo này có thể ngăn cản được kiếm ý. Nói chính xác thì không phải là ngăn cản mà là hấp thụ. Đúng, hấp thụ. Kiếm ý kinh thiên kia đã bị cái gương hình thoi trong lòng bàn tay của Lục Vân hấp thụ. Cùng lúc đó, trong đầu Lục Vân dần dần hiện lên bốn chữ lớn, đoạt thiên tạo hóa. Đoạt thiên tạo hóa. Lục Vân nghiền ngẫm bốn chữ này, càng nghĩ cơn chấn động trong lòng hắn càng tăng cao, chỉ thấy tay phải của hắn hướng ra ngoài, đạo kiếm ý vừa được hấp thụ đột nhiên phóng thích ra lần nữa, lần này nó xé toạc thế giới đáy biển ra tạo ra một lỗ hổng thật lớn. Trận pháp thần bí đã bị phá vỡ. Nước biển bên ngoài trận pháp bắt đầu điên cuồng tràn vào. Tâm trạng của Lục Vân vui mừng khôn xiết. Đoạt thiên tạo hóa kính. Cái này không đơn giản chỉ là bảo vật đâu, rõ ràng nó là thần khí mà. Ánh mắt nóng rực của Lục Vân liếc nhìn sang hai kiếm ý còn lại, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, hai kiếm ý đó cũng lần lượt giáng xuống, cuối cùng cũng bị đoạt thiên tạo hóa kính hấp thu. Chấm chấm chấm. Lúc này ở vùng biển Thái Bình Dương cũng không hề yên bình chút nào. Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày hòn đảo chìm xuống đáy biển, nhưng Thiên Sát Phương vẫn chưa rời khỏi đáy biển. Nhưng nếu chỉ có vậy thì bọn họ có thể đoán là Thiên Sát Phương đã sớm rời khỏi vùng biển Thái Bình Dương, du hành đến những nơi khác dưới đáy biển rồi. Thế nhưng, toàn bộ 36 vị thần tướng của Thiên Sát Điện đã có mặt ở đây, chứng tỏ việc này không hề đơn giản như vậy. 36 vị thần tướng của Thiên Sát Điện được mệnh danh là người thủ hộ của Long Quốc, mà vương của họ Vân Thiên Thần Quân là thần thủ hộ của Long Quốc. Bình thường 36 vị thủ hộ của Long Quốc rất hiếm khi xuất hiện, thế nhưng bây giờ họ đã tụ tập lại đầy đủ ở đây, thậm chí thủ lĩnh số 1 của Long Quốc cũng có mặt ở đây. Họ vận dụng cả tàu ngầm, radar dưới biển, v.v. Dường như đang trục vớt thứ gì đó. Chuyện này chỉ có thể mang một nghĩa, Thiên Sát Phương vẫn chưa trở về. Hắn vẫn đang không rõ sống chết dưới đáy biển. Tâm trạng của mọi người bắt đầu trở nên phức tạp. Trước kia bọn họ vẫn một mực tin rằng Thiên Sát Phương có bản lĩnh thông thiên, không thể nào bỏ mạng ở vùng biển này được, có điều bây giờ bọn họ bắt đầu dao động rồi. Dù sao Thiên Sát Phương cũng chỉ là một người được thần thánh hóa mà thôi. Đặc biệt là chuyện xảy ra sau đó càng khẳng định suy nghĩ của mọi người hơn nữa. Quân đội của Long Quốc đã vớt được một vật phẩm từ đáy biển. Đó là chiếc mặt nạ đầu rồng của Thiên Sát Phương. Điều kinh khủng hơn nữa là, mặt nạ đầu rồng bị nứt, từ giữa lông mày đến cằm có một khe hở thật to, điều này cho thấy Thiên Sát Phương chắc chắn đã gặp phải chuyện cực kỳ kinh khủng nào đó sau khi hòn đảo chìm xuống. Ha ha, Thiên Sát Phương chết rồi. Đột nhiên có một người Mỹ nhảy lên khỏi mặt biển, lơ lửng giữa không trung rồi đắc ý cười lớn. Thần cảnh, lại là một gã thần cảnh. Quả nhiên đúng như thế giới đã đoán, thí nghiệm gen của nước Mỹ không chỉ tạo ra một thần cảnh là Wilson, anh ta chỉ là sản phẩm đầu tiên mà họ tung ra mà thôi. Là sản phẩm đầu tiên họ tung ra để thăm dò Thiên Sát Phương. Khi bọn họ nhìn thấy thần cảnh mà mình dày công sáng tạo ra dễ dàng bị một đòn của Thiên Sát Phương hạ gục như vậy, bọn họ đã cảm thấy vô cùng thất vọng, mà những thần cảnh nhân tạo khác cũng không dám lộ diện nữa. Nhưng ai mà biết được mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Hòn đảo đột nhiên chìm xuống, Thiên Sát Phương cũng đi theo hòn đảo chìm xuống đáy biển. Mặc dù bọn họ không biết tại sao hắn lại tự nguyện chìm xuống đáy biển như vậy, cũng không biết hắn đã xảy ra chuyện gì dưới đáy biển, nhưng dường như mọi đều đang chỉ đến một kết quả Thiên Sát Phương đã chết. Món đồ trên tay gã thần cảnh người Mỹ bất ngờ nhảy ra này chính là minh chứng rõ nhất. Đó là ngự linh thần kiếm của Thiên Sát Phương. Ngự linh thần kiếm của Thiên Sát Phương rơi vào tay thần cảnh nước Mỹ là một vấn đề rất nghiêm trọng. Sự quý giá của ngự linh thần kiếm là một trong những nguyên nhân khiến vấn đề này trở nên nghiêm trọng như vậy. Mà một nguyên nhân khác nữa là, ngay cả thanh, thần kiếm quý giá như vậy mà Thiên Sát Phương cũng để mất, điều này chứng tỏ hắn đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm ở dưới đáy biển rồi. Có tới 90% khả năng Thiên Sát Phương đã chết. Cho dù không chết thì cũng đã tàn phết. Lúc này thủ lĩnh số 1 Long Quốc trịnh trọng đứng ra tuyên bố thanh kiếm này là vật thuộc về Vân Thiên, Thần Quân và Long Quốc, không người nước ngoài nào. Được phép mang nó đi, ông yêu cầu người Mỹ hãy hoàn trả nó lại. Thế nhưng, ban lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ lại cho rằng đây là vấn đề của giới võ tu, không liên quan gì đến giới chính trị bình thường,
người Long Quốc không có quyền yêu cầu thần cảnh của nước Mỹ giao trả ngự linh thần kiếm. Bọn họ còn nói rõ là họ sẽ không bao giờ trả lại thanh kiếm. Nếu muốn lấy lại thì bảo các võ giả của Long Quốc tới đây giành đi. Nghe xong, lãnh đạo số 1 Long Quốc liền nổi giận hạ lệnh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay trên tàu sân bay nhằm đối sách. Bộ Ngoại giao hiện cũng đang bận rộn đàm phán để gây áp lực lên nước Mỹ. Nếu Vân Thiên Thần Quân thật sự đã xảy ra chuyện bất trắc thì mặt nạ đầu rồng và ngự linh thần kiếm chính là di vật của hắn. Bọn họ đã bảo vệ được mặt nạ đầu rồng nhưng ngự linh thần kiếm thì không thể để nó rơi vào tay nước khác như vậy được. Chúng ta tuyệt đối không thể để vị thần thủ hộ của Long Quốc chết không nhắm mắt. Cuối cùng 36 người thủ hộ của Thiên Sáp Điện đã đứng lên và thề sẽ lấy lại ngự linh thần kiếm. Ngay khi cuộc đại chiến sắp sửa nổ ra thì 36 người thủ hộ đồng thời nhận được một tin nhắn tuyệt mật. Tại khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn đó, 36 người đàn ông cứng rắn đã thật sự rơi nước mắt. Bởi vì tin nhắn mà họ nhận được là tin nhắn do vương gửi tới. Vương của họ chưa chết, nhưng ngài ấy đã bảo bọn họ phải giữ bí mật, vì vậy bọn họ chỉ báo tin này cho thủ lĩnh số 1. Long Quốc biết, khi biết tin, ông ấy cũng kích động không thôi, suýt nữa đã khóc. Ông biết Thiên Sáp Vương sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy mà. Tuy nhiên, vì Vân Thiên Thần Quân đã nói là phải giữ bí mật nên bọn họ sẽ diễn tiếp vở kịch này, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đi đàm phán, nhưng kết quả ra sao? Không còn quan trọng nữa. 36 thần tướng của Thiên Sáp Điện giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cực kỳ tức giận yêu cầu thần cảnh của Mỹ phải giao trả di vật của Thiên Sáp Vương, từ đó dẫn đến một hồi đại chiến giữa giới võ tu. Kết quả hiển nhiên là thần cảnh nước Mỹ đã chiếm được thế thượng phong. 36 hộ vệ của Thiên Sáp Điện gộp lại mới đánh ngang hàng với thần cảnh, vậy mà lúc này gã ta còn dùng cả ngự linh thần kiếm để chiến đấu thì 36 người hộ chỉ có thể nhận lấy thất bại. Ha ha, kiếm của Thiên Sáp Vương quả nhiên là thần kiếm. Thần cảnh nước Mỹ cười lớn đầy tự hào, tuy gã ta vẫn chưa phát huy được toàn bộ sức mạnh của ngự linh thần kiếm, nhưng thanh thần kiếm này đã nâng sức chiến đấu của gã lên một tầm cao mới. Thí nghiệm gen của nước Mỹ đã thành công, chắc chắn sau này nó sẽ tạo ra càng ngày càng nhiều vị thần nữa, và Alex gã sẽ là thần của các vị thần. Lúc người Mỹ chứng kiến Alex một mình đánh bại 36 người thủ hộ Long Quốc, ai ai cũng tỏ vẻ cực kỳ hả hê. Trước giờ võ giả của Long Quốc vẫn luôn là võ giả có thực lực mạnh nhất thế giới, nhưng mà bây giờ đã khác, bọn họ đã áp dụng khoa học vào võ thuật, thành công đánh bại hệ thống võ giả hùng mạnh của Long Quốc. Từ giờ trở đi, nước Mỹ của họ sẽ là đỉnh cao của giới võ tu. Thiên Sáp Điện chỉ là dĩ vãng mà thôi. So với bầu không khí náo nhiệt hả hê của đám người ngoại quốc, người dân Long Quốc đã hoàn toàn chìm vào đau buồn và chán nản. Họ không dám tin việc Thiên Sáp Vương thật sự đã ngã xuống, niềm tin cao ngất như tòa tháp trong lòng họ. Như đột ngột mất đi nền móng và sụp đổ ngay lập tức. Đây là khúc ca buồn của Long Quốc. Tại thời điểm này, trên boong một con tàu du lịch khổng lồ, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Băng Ngưng tái nhợt, Diệp Khuynh, Thành và những người bên cạnh cô cũng đang đau buồn vô cùng. Đúng vậy, các cô đều đã đến đây rồi. Nói đúng hơn là các cô đã có mặt ở đây từ đầu. Họ đã có mặt tại hòn đảo trước cả lúc Thiên Sáp Vương giết chết Wilson, họ muốn chứng kiến người đàn ông yêu quý của mình tháo mặt nạ đầu rồng, tận hưởng tiếng ca tụng của người đời. Hắn chính là niềm tự hào của các cô. Nhưng ai mà ngờ được mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Cho đến nay đám người Diệp Khuynh Thành vẫn chưa thể tin được Tiểu Lục Vân đã chết. Hơn nửa tháng trôi qua nhưng các cô vẫn luôn thấp thỏm lo sợ không chịu rời đi, mặc kệ Tiểu Lục Vân còn sống hay đã chết. Bọn họ nhất định phải gặp lại Ha mới được. Tiêu Thấm cũng có mặt ở đó. Vốn dĩ cô đang quay phim ở tỉnh Giang Nam, nhưng mấy người Diệp Khuynh Thành cứ nhất quyết kéo cô đến đây xem trò vui, đồng thời nói các cô sẽ cho cô một bất ngờ lớn. Lúc đó, Tiêu Thấm còn chưa biết Vân Thiên Thần Quân chính là Tiểu Lục Vân của mình. Mãi cho đến khi đảo nhỏ chìm xuống, xung quanh bắt đầu dấy lên tin đồn Vân Thiên Thần Quân đã xảy ra chuyện, Tiêu Thấm mới nhận ra tâm trạng của mấy chị em cô có gì đó kỳ lạ. Lúc này cô mới biết được sự thật. Vốn dĩ chuyện Vân Thiên Thần Quân còn sống hay không đã khiến Tiêu Thấm vô cùng lo lắng, ai ngờ lúc biết được Vân Thiên Thần Quân là Tiểu Lục Vân, nỗi lo lắng trong cô lập tức tăng lên gấp ngàn lần. Ngay cả Sở Giao là người hiểu rõ nhất về sức mạnh của Lục Vân cũng cảm thấy vô cùng bất an. Cô ghét chuyện mình không đủ mạnh mẽ.
nếu giờ cô đạt được trúc cơ kỳ thì cô nhất định không để đám thần cảnh nước Mỹ kia kiêu ngạo như vậy, đồng thời cũng không bao giờ để thần kiếm của Tiểu Lục Vân rơi vào tay người Mỹ. Đương nhiên, nếu thực sự có thực lực như vậy cô đã xuống đáy biển cùng Tiểu Lục Vân, xem thử bên dưới có bí mật gì. Ngoài bảy chị em của Lục Vân còn có rất nhiều người Long Quốc khác không chịu rời đi. Họ tận mắt nhìn tín ngưỡng của mình chìm xuống, cùng hòn đảo, cho nên bọn họ muốn nhìn thấy tín ngưỡng của mình dễ sóng ngoi lên, ai ngờ chờ đợi hơn nửa tháng trời, kết quả mà bọn họ nhận được lại thành ra như vậy. Không ai trong số họ muốn chấp nhận sự thật này. Này các người đẹp chân dài, các cô có hứng thú uống một ly rượu với tôi không? Ngay lúc mấy người Diệp Khuynh Thành đang buồn bã đứng trên bong tàu, trông mông nhìn về phía vùng biển nơi hòn đảo chìm xuống, bỗng nhiên có một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau bọn họ. Chàng trai trẻ mặc quần áo của Asan Quốc, chiếc khăn trên đầu đã che khuất hết khuôn mặt, chỉ để lộ hai con mắt xanh mãnh. Người này bịt kín như xác ướp vậy. Hắn ta lắc lắc ly rượu trong tay, đưa mắt đảo quanh đôi chân dài và cặp mông căng tròn của các cô, sau đó kinh ngạc mà tấm tắc, một dàn người đẹp đứng cùng với nhau như vậy thật là cảnh đẹp ý vui. Cái eo thon, cặp mông tròn và cả đôi chân dài kia tuy không ai giống ai hoàn toàn nhưng cái nào cũng là cực phẩm, khí chất của từng người cũng không ai giống ai. Tuyệt! Mấy người đẹp đang cảm thấy thương tâm, bỗng dưng nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói khiếm nhã thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Quay đầu nhìn lại, thì ra là người Asan. Liễu Yên Nhi tức giận, chuẩn bị xông tới đánh tên Asan đó một trận rồi ném luôn hắn ta xuống biển cho cá mập ăn, vừa đúng lúc có thể trút bỏ nỗi buồn bực trong lòng. Diệp Khuynh Thành kéo cô lại nói, để chị. Nói xong, cô nhấc chân, dùng vẻ mặt lạnh lùng đi về phía Asan. Từ khi trở thành người tu luyện, tính tình Diệp Khuynh Thành càng ngày càng lạnh lùng hơn. Chỉ thấy cô ấy nhanh chóng lao về phía tên Asan kia. Nhưng thay vì đánh hắn ta một trận như tử như trong tưởng tượng của các chị em khác, cô ấy lại vô cùng chuẩn xác nắm lấy một bên tai được che phủ dưới chiếc khăn trùm đầu kỳ lạ kia. Tiểu lưu manh chết tiệt này, mau lại đây với chị, xin lỗi. Diệp Khuynh Thành lạnh lùng hét lên, tóm lấy Asan, đi tới trước mặt mấy chị em khác, yêu cầu hắn đứng nghiêm xin lỗi từng người một. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngây cả người. Tiểu lưu manh. Ngay sau đó các cô lập tức nghe thấy Diệp Khuynh Thành cười lạnh nói, nhìn kỹ xem thằng nhóc này là ai này. Cô giật mạnh khăn trùm đầu của Asan, xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, đây chính là Lục Vân. Ha ha, vẫn là chị cả lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận của em. Lục Vân cười nói, im đi, ai cười đùa với em chứ. Diệp Khuynh Thành lại lạnh lùng quát một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc. Mấy chị em còn lại nhìn thấy Tiểu Lục Vân vẫn còn sống thì tâm trạng vô cùng kích động, không khỏi muốn chạy tới ôm hắn một cái ai ngờ cũng bị Diệp Khuynh Thành quát một tiếng đuổi về. Đứng yên đó hết cho chị. Diệp Khuynh Thành bộc lộ ra uy nghiêm của một người chị cả, lạnh lùng nhìn Lục Vân nói, chơi đùa với bọn chị như thế vui lắm phải không? Giờ thì xin lỗi từng người cho chị, nhanh lên. Thật ra Lục Vân kỳ thật rất muốn nói, bản thân thật sự không cố ý đùa nghịch với các cô. Nhưng mà nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đang tức giận như vậy, hắn cũng đành phải thành thật nói, chị cả, xin lỗi chị hai, xin lỗi chị. Rất nhanh đã đến lượt của Sở Giao, Lục Vân vô cùng tự nhiên nói, vợ, thành thật xin lỗi. Vợ, Diệp Khuynh Thành nghe xong càng thêm tức giận, em xin lỗi cho có lệ thôi sao, em muốn bị đánh nữa rồi đúng không? Thật ra các cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì khi Lục Vân gọi Sở Giao là vợ, vốn dĩ tính cách của hắn đã là như vậy. Trước kia mỗi lần hắn đùa giỡn với họ cũng thường xưng hô với họ như vậy. Sở Giao chắc chắn là người bị bắt nạt nhiều nhất trong số các chị em họ. Diệp Khuynh Thành cho rằng Lục Vân cố ý gọi tiếng vợ này là bởi vì hắn thấy Sở Giao là người dễ bắt nạt nhất. Xin lỗi mà còn đùa giỡn, chẳng phải là nói cho có lệ thôi sao? Đương nhiên chuyện này đã làm Diệp Thanh Thành tức giận. Nếu là trước kia thì có lẽ Lục Vân sẽ thỏa hiệp, nhưng lần này thì khác, hắn cố chấp đáp trả. Lần này em đã quyết định gọi vợ rồi, cho dù là Chúa Giê-xu cũng không ngăn cản được. Em, thật muốn ăn đòn à? Diệp Khuynh Thành tức giận đến mức muốn nhéo tai hắn lần nữa, Sở Giao đỏ mặt nói, chị cả bớt giận, nếu Tiểu Lục Vân đã thích gọi như vậy rồi thì để hắn gọi đi. Chỉ có cô mới biết được, lần này Tiểu Lục Vân không có nói đùa. Lâm Thanh Đàn cũng khuyên bảo nói, chị cả bớt giận đi, em ấy còn sống là tốt rồi. Nhất định là em ấy không có ý đùa giỡn với chúng ta đâu.
Nghe thấy câu nói này, Lục Vân suýt nữa đã òa khóc. Quả nhiên, chị hai vẫn là người dịu dàng, quan tâm và hiểu rõ hắn nhất. Diệp Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, nói chỉ biết bảo vệ em ấy thôi. Nói xong, cô liền khoanh tay quay mặt đi không nói nữa, hướng ánh mắt về phía biển rộng ngoài kia, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên một nụ cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại vô cùng kinh diễm. Lúc này Vương Băng Ngưng lại không vui, kéo Lục Vân trở lại trước mặt mình, nói, lời xin lỗi vừa rồi của em không có thành ý, chỉ cảm thấy không hài lòng, xin lỗi một lần nữa đi. Lục Vân cảm thấy đau đầu, quả nhiên là không có người chị nào dễ bắt nạt cả, thế là hắn lại xin lỗi lần nữa, chị Tư, em xin lỗi vì đã làm cho chị lo lắng. Không, không được, vẫn không có thành ý. Vương Băng Ngưng vẫn chưa hài lòng. Vẻ mặt Lục Vân trở nên nghiêm túc, thái độ cũng thành khẩn hơn, hắn tự nhận như vậy đã đủ thành ý rồi, sau đó lại lên tiếng nói xin lỗi chị Tư, thành thật xin lỗi. Không hài lòng, còn chưa hài lòng. Lục Vân sửng sốt một chút, ngập ngừng nói, vợ. Bụp, Vương Băng Ngưng búng vào trán hắn, nói có thể, coi như em qua rồi. Em năm có thì mình cũng phải có. Vương Băng Ngưng thầm so đo trong lòng, đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là vui đùa. Toàn thân Lục Vân đổ mồ hôi đầm đìa, khi đến chỗ chị Sáu Tiêu Thấm, nhìn khuôn mặt vừa thanh thuần vừa quyến rũ đó, đột nhiên hắn không biết phải gọi cô là gì. Tiêu Thấm cười khúc khích và nói, Tiểu Lục Vân, sao trước đây chị không nhận ra em dễ thương đến như vậy chứ? Được rồi, đi xin lỗi chị bảy của em đi. Lục Vân gật gật đầu và đi đến chỗ Lạc Ly. Mở miệng nói, lão. Lão cái gì, chắc định kêu lão bà á. Lạc Ly nghiến đôi răng nanh hổ, cười như không cười mà nhìn hắn. Lục Vân cười khô khan nói, khục khục, chị bảy, Lạc tiên tử xinh đẹp không gì sánh bằng của em, thật sự xin lỗi vì đã làm cho chị lo lắng. Bớt làm màu đi, chị không hề lo lắng, chị còn ước gì em chết luôn ngoài biển nữa kìa. Chấm 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 chấm. Chị bảy, không hổ là chị. Lục Vân lần lượt xin lỗi, sau đó nhìn về phía Diệp Khuynh Thành nói, chị Khuynh Thành, em đã xin lỗi xong hết rồi. Chị xem chị có thể tha thứ cho em được không? Tất nhiên hắn biết Diệp Thanh Thành không hề tức giận, chị cả vẫn luôn là người như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng tàu hũ sao, ẩn dụ cho việc nói năng gay gắt nhưng có tấm lòng nhân hậu, rộng lượng. Những lời nói nghe có vẻ xấu xa nhưng thực ra trái tim đang rỉ máu, những người như vậy thường rất tốt bụng. Nhưng Lục Vân cũng rất sẵn lòng hợp tác với cô. Diệp Khuynh Thành thu hồi ánh mắt từ mặt biển, đôi mắt xinh đẹp rơi vào trên người Lục Vân, nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng đã biến mất, cô giả vờ lạnh lùng nói, lần này chị sẽ tha thứ cho em, nhưng nếu còn lần sau, giống như chị bảy của em đã nói, em tìm chỗ nào chết càng xa càng tốt. Cuối cùng, sau khi xin lỗi các chị xong Lục Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều người ghen tị hắn có tận 7 cô chị gái xinh đẹp như tiên. Thế nhưng bọn họ đâu hiểu được cảm giác của Lục Vân như thế nào. Lục Vân thực sự rất hạnh phúc. Kha kha, cảm giác này thật sự rất tuyệt mà, hắn còn gì để phàn nàn nữa chứ. Đặc biệt là chị Khuynh Thành, tuy trông nghiêm khắc nhưng chính vì quan tâm nên chị ấy mới tỏ ra nghiêm khắc như vậy. Nếu đổi thành người khác, chị ấy cũng không thèm răn dậy vậy đâu, cứ bày ra bộ mặt lạnh lùng là được rồi. Cho nên dù lần nào Lục Vân bị véo tai cũng hét lên đau quá, chị cả của tôi tàn nhẫn quá các kiểu, nhưng thực ra trong lòng hắn vẫn rất là vui vẻ. Cảm giác được bao bọc trong tình yêu thương của các chị thật sự cực kỳ vui vẻ, ấm áp. Nói tóm lại chỉ có hai từ, thoải mái. Tiểu Lục Vân, chính xác thì em đã gặp phải chuyện gì dưới đáy biển vậy? Trang phục hiện tại của em là sao? Còn có. Sau khi đánh tan hết lo lắng, tâm hồn hóng hớt của Vương Băng Ngưng đã bùng cháy trở lại, lắc lắc cánh tay. Của Lục Vân liên tục đặt câu hỏi. Lục Vân không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn trả lời từng câu một, kể cho họ nghe mình đã trải qua những gì ở đáy biển. Dù sao thì mấy chị cũng đã biết chuyện Lục Vân là Vân Thiên Thần Quân, hơn nữa còn là người tu luyện nên hắn có thể yên tâm nói ra tất cả. Tuy nhiên, để tránh làm mấy chị lo lắng nữa, Lục Vân không kể rõ chi tiết mà chỉ nói rằng mình đã tìm được một món bảo vật vô cùng ghê gớm cùng với hai đạo kiếm ý từ trận pháp bí ẩn ở dưới biển. Bảo vật. Sở Giao có vẻ rất hứng thú với mấy thứ bảo vật này, đôi mắt cô lập tức sáng ngời, hưng phấn nói, chị muốn nhìn thấy nó, em mau lấy ra cho chị xem. Diệp Khuynh Thành lạnh mặt mắng, em muốn xem gì chứ?
em ấy cũng nói đó là một món bảo vật rất ghê gớm rồi, làm sao có thể tùy tiện lấy ra cho em xem được. Lỡ lấy ra bị người khác nhìn thấy rồi lập mưu cướp đoạt thì sao? Ở đây chỉ có mấy cô biết thân phận thật sự của Lục Vân, những người khác không biết gì cả, lỡ như lấy bảo vật ra xong bị người ta theo dõi sẽ rất phiền phức. Sau khi trải qua nhiều chuyện rắc rối như vậy, cô thấy vẫn nên tránh xa rắc rối càng xa càng tốt. Lục Vân cười nói, không sao đâu, bảo vật đó không lớn, hiện tại em có thể kiểm soát được. Nếu vợ em muốn xem thì cứ để cô ấy xem đi. Diệp Khuynh Thành hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lục Vân không để ý mà xòe lòng bàn tay phải của mình ra cho Sở Giao xem, chỉ lát sau, trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc gương hình thoi, đó. Đúng là Đoạt Thiên Tạo Hóa Kính. Đây là bảo vật em vừa có được đó sao? Mấy cô gái tò mò đưa đầu về phía đó, Diệp Khuynh Thành chỉ giả vờ rụt rè một chút rồi cũng nhanh chóng đưa mắt nhìn qua. Phụ nữ có lạnh lùng đến cỡ nào cũng biết tò mò mà. Lục Vân gật đầu nói, bảo vật này không hề đơn giản, nó có thể hấp thụ những đòn tấn công cực mạnh, có thể nói nó tương đương với kim bài miễn tử. Bây giờ bên trong nó còn đang chứa đựng hai đạo kiếm ý khổng lồ, em không thi triển ra cho mấy chị xem được. Nói cho xem tức là xem qua cho biết thôi, hai kiếm ý đó là kỹ năng giữ mạng lúc nguy hiểm, không thể vì khoe khoang trước mặt mấy chị mà lãng phí cái kỹ năng giữ mạng này được. Hơn nữa, nếu thi triển đạo kiếm ý đó ra ngay đây, rất có thể sẽ dọa mọi người sợ ngốc luôn. Vương Băng Ngưng dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ mấy cái vào lòng bàn tay của Lục Vân, thắc mắc hỏi, bốn vòng tròn màu đen này là gì? Chính giữa chiếc gương nhỏ trong lòng bàn tay Lục Vân vẫn còn phát sáng như cũ, có điều, ngay bốn góc của hình thoi có bốn vòng tròn đen nhỏ. Có lẽ nó cũng tương tự như thanh năng lượng trong game, cần phải thắp sáng cả bốn vòng tròn này mới có thể sử dụng được khả năng thôn vệ các đòn công kích của bảo vật. Lúc Lục Vân vừa lấy được Đoạt Thiên Tạo Hóa Kính này, bốn vòng tròn đó vẫn còn phát sáng, mãi đến lúc hắn sử dụng nó thôn vệ ba đạo kiếm ý mới từ từ tối đi như bây giờ. Nghĩa là bốn vòng tròn này có liên quan đến khả năng thôn vệ của Đoạt Thiên Tạo Hóa Kính. Thực ra nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu thôi. Nếu như không cần tốn thời gian thắp sáng bốn vòng này thì Đoạt Thiên Tạo Hóa Kính sẽ không giới hạn số lần sử dụng, có nghĩa là nó sẽ có thể thôn vệ tất cả các đòn công kích của đối thủ. Nếu vậy thật thì vật này quá mức ghê gớm rồi. Lục Vân đã phát hiện ra vấn đề này, nhưng phương pháp thắp sáng bốn vòng thì hắn chưa biết, vẫn cần phải nghiên cứu thêm. Hai mắt Sở Giao sáng rực, nói tuyệt vời, có vẻ như thứ này mạnh hơn siêu hồn linh của chị rất nhiều đúng không? Nếu không thì em tặng nó cho chị ha. Không cần, không cần, tiểu Lục Vân em cứ tự giữ nó đi. Bảo vật này là do em tìm được, có lẽ nó cũng có linh tính. Đưa cho người khác cũng dùng không được đâu. Sở Giao gãi gãi đầu khoác tay, bộ dáng thật là đáng yêu. Thật ra Lục Vân chỉ đang nói đùa thôi. Đúng như Sở Giao vừa nói, bảo vật nào cũng có linh tính, chính lúc Lục Vân hoàn thành việc tấn công bệ đá cũng chính là lúc hắn vượt qua bài thử thách của Đốt Thiên Tạo Hóa Kính. Hay nói cách khác đó là quá trình nhận chủ của bảo vật. Các cô gái vô cùng hứng thú khi Lục Vân có món bảo vật như vậy. Nhưng mà Diệp Khuynh Thành thì khác, trong đôi mắt mắt xinh đẹp lóe lên vẻ phức tạp khó giải thích được. Sau tất cả chuyện này, có thể chứng minh Lục Vân hoàn toàn không phải là vật trong ao, tương lai sau này. Sẽ còn rộng mở và dữ dội hơn bây giờ nhiều. Mình và các em thật sự có thể đuổi kịp bước chân của hắn chứ. Tiểu Lục Vân giống như một con rồng ẩn nấp trong vực thẳm. Tương lai của hắn lẽ ra thuộc về những ngôi sao trên biển. Nhưng những người như họ lại giống như xiềng xích trói buộc hắn xuống ao. Cho dù Tiểu Lục Vân không nói hay phàn nàn gì nhưng Diệp Khuynh Thành vẫn cảm thấy cực kỳ áy náy. Chuyện này giống như một cặp đôi cùng tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu trai thì thi được điểm rất cao, hoàn toàn đủ khả năng đăng ký vào một trường đại học danh tiếng, có điều cuối cùng cậu ta vẫn quyết định ở lại một thành phố nhỏ, ở bên cạnh cô gái kia. Diệp Khuynh Thành không muốn như vậy. Kể từ khi cô trở thành người tu luyện, cô càng ngày càng cảm nhận được của người tu luyện thật sự là sâu không lường được, nếu cô cứ dậm chân tại chỗ như vậy mãi, ít nhiều gì cũng sẽ gặp phải chuyện không như ý muốn của mình. Đặc biệt là đối với một thiên tài tu luyện như Tiểu Lục Vân, chắc chắn sẽ không thể nào làm kẻ bình thường được. Xem ra cô vẫn còn phải cố gắng hơn nữa, cố gắng theo kịp Tiểu Lục Vân. Diệp Khuynh Thành đang âm thầm hạ quyết tâm thì giọng nói của Vương Băng Ngưng đã suy nghĩ của cô trở lại. Tiểu Lục Vân. Bọn chị xem bảo vật xong rồi,
còn về bộ quần áo kỳ lạ em đang mặc là sao đây? Bộ đã xảy ra chuyện gì khác nữa sao? Sao ám chỉ chuyện gì xảy ra thì hãy để nó phát triển một thời gian, đừng vội kết luận hay áp dụng biện pháp nào, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nói đến bộ quần áo này, lần nữa mấy người đẹp lại hướng ánh mắt tò mò lên người Lục Vân. Họ không tin rằng tiểu Lục Vân ăn mặc kỳ quái như vậy chỉ để trêu chọc họ. Lục Vân có chút xấu hổ nói, quần áo của em bị rách lúc ở dưới đáy biển rồi, vừa rồi em đi ngang qua một tên Asan Quốc, thấy hẳn ta cười vui vẻ quá, em chướng mắt nên đã lột sạch quần áo của hắn ta. Tên Asan đó nghe tin thần thủ hộ của Long Quốc chết thì suýt nữa đã cười rụng răng, kết quả hắn ta vừa xoay người lại liền bị một nắm đấm khổng lồ đánh đến bất tỉnh, tới lúc tỉnh dậy thì phát hiện trên người không những không còn mảnh vải che thân mà còn bị trói trên bong tàu. Chuyện này đúng là vui quá hóa buồn. Lâm Thanh Đàn cười mắng một tiếng, em trai, em thật là hư hỏng. Ha ha, chị hai quá khen. Tiểu Lục Vân này, mặt nạ đầu rồng của em bị sao thế? Tại sao nó bị nứt rồi? À còn có, kiếm của em đang nằm trong tay một gã thần cảnh người Mỹ, em không định đi lấy lại sao? Vương Băng lại hỏi. Lục Vân nhìn về phía thần cảnh người Mỹ đang lơ lửng trên biển, khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười kỳ quái. Lần trước em tới chữa trị cho Long gia, ông nội Long Diệt Tuyết đã dạy cho em một đạo lý, đại thụ ngã xuống, dáng yêu sẽ xuất hiện. Sao tương tự câu, dậu đổ bìm lê ơ, ở đây nghĩa là người mạnh ngã xuống chắc chắc sẽ có bọn yêu quái nhào rô sâu xé, hưởng lợi. Đại thụ ngã xuống, dáng yêu sẽ xuất hiện. Liễu Hiên Nhi phản ứng lại, nói ý của em làm tất cả những điều đó là do cố tình, chỉ để cho thế giới nghĩ rằng em đã chết. Lục Vân tán thành liếc nhìn cô, đúng vậy, chỉ cần làm họ nghĩ em đã chết, chắc chắn sẽ có rất nhiều mưu đen tối lộ ra. Uy danh của Thiên Sát Phương quá khủng bố, áp chế các thế lực võ giả khắp nơi trên thế giới không ngóc đầu lên được. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, những thế lực kia tuyệt đối sẽ không dám hành động lỗ mãng. Nhưng chung quy lại những cái đó vẫn là một mối đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, nếu Thiên Sát Phương chết đi, những thế lực đó nhất định sẽ hành động. Đợi đến khi chúng bành trướng đến cực điểm, Lục Vân sẽ bước ra dáng cho bọn chúng một đòn tàn khốc. Một đòn giải quyết dứt điểm tất cả. Lục Vân tiếp tục nói, chị Bảy, không phải chị luôn lo lắng về người biến đổi gen sao? Sau khi tin tức Vân, Thiên Thần Quân tử vong truyền ra, những người biến đổi gen ẩn náu trong Long Quốc có lẽ sẽ không ngồi yên được nữa. Đôi mắt của Lạc Ly bỗng sáng lên, cô nhe chiếc răng hổ nhỏ sáng bóng ra nói, có đạo lý. Tiểu Lục Vân, em thật thông minh, đến đây, để người chị thưởng cho em một nụ hôn. Lục Vân chợt lùi lại một bước, nghiêm túc nói, chị Bảy, xin hãy tự trọng, em là người đã có vợ rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Giao ở bên cạnh hơi đỏ lên. Hành động này làm Lạc Ly sửng sốt một lúc, mới nhận ra mình đang làm gì, nói, cho em cơ hội mà em không biết tận dụng, nhưng em lại không biết sử dụng nó, chị đây bị thua thiệt còn chưa nói tiếng nào này. Chị hai nắm lấy tay Sở Giao nói, em năm, nghe chị nói này, em không thể nuông chiều tên lưu manh này được, hắn thấy em dễ bắt nạt nên cứ lấn tới đấy, lần sau hắn còn gọi em là vợ thì nhớ phải phản kháng đó. Em, Sở Giao cẩn thận liếc nhìn về phía Lục Vân một cái đã thấy hắn đang cười như không cười mà nhìn mình, chuyện này làm gò má cô chợt nóng hơn cả lúc nãy. Cô thật sự không biết phải nói chuyện của mình và tiểu Lục Vân với mấy chị em như thế nào nữa. Lúc này Vương Băng Ngưng đột nhiên thở dài nói, mặc dù biết rõ đây là kế hoạch của tiểu Lục Vân, nhưng nhìn thấy tên người Mỹ kia diễu võ dương oai như vậy cực kỳ khó chịu, tôi thật sự muốn lao tới đánh gã ta một trận quái. Lục Vân cười nói, đừng sốt ruột, không bao lâu nữa bọn chúng sẽ phải hối hận thôi. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là chờ đợi, cứ để đạn bay một lúc nữa đi. Nếu bây giờ Lục Vân ra tay ngay, nhiều nhất chỉ có thể giết thêm một tên thần cảnh người Mỹ nữa, không tạo ra ý nghĩa to lớn gì. Hắn ném ngự linh thần kiếm xuống biển rồi sau đó cố tình cho tên Alex nhặt được là vì muốn làm cái chết giả của mình trông chân thật hơn. Chỉ cần Lục Vân để ngự linh ở đó một thời gian nữa, những người Mỹ đó chắc chắn sẽ cho rằng hắn đã chết trong vụ chìm đảo. Tất cả chuyện này đều cần có một khoảng thời gian nhất định để lên men. Vương Băng Ngưng lại thở dài, bọn chị hiểu. Nhưng mà đối với người dân Long Quốc mà nói, chuyện này chính là đả kích thực sự rất lớn. Người dân Long Quốc xem Vân Thiên Thần Quân là tín ngưỡng của họ. Hiện tại tín ngưỡng đã sụp đổ,
người A có thể hình dung ra cú sốc này đối với họ lớn đến mức nào. Lục Vân nghiêm túc nói, Long Quốc không phải là Long Quốc của một người, mà là Long Quốc của tất cả mọi người. Nếu chỉ vì cái chết của em mà người dân của Long Quốc không thể gượng dậy nổi, thì em chỉ có thể nói rằng em vô cùng thất vọng. Lạc Ly suy nghĩ một lúc rồi nói, tiểu Lục Vân nói có lý. Cùng lúc với cuộc trò chuyện này, trên một con tàu khác dành riêng cho Vũ Minh Long Quốc, những ngón ai ngọc ngà của Doãn Thu Thủy đã siết chặt đến mức trắng bệch, thân hình quyến rũ của bà ấy cũng khẽ run lên. Cha, cháu trai của cha, Vân Thiên Thần Quân, vị thần thủ hộ của Long Quốc, có thể sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Có lẽ là bây giờ cha cũng hả giận rồi nhỉ? Doãn Thu Thủy nói với giọng điệu có chút mỉa mai. Cơ thể già nua của Doãn Phái không ngừng run rẩy. Trong lòng vô cùng dằn vặt. Ông ta có hận Lục Vân không? Trước kia hận. Ông ta hận đến mức ước gì có thể giết chết tên nghiệt chủng đó. Đó là vì Doãn Phái không thể nào buông bỏ cái chết của con gái Doãn Thu Như của mình, còn một phần nữa là do ông ta không tài nào tìm được người đàn ông chết tiệt đó, cuối cùng chỉ có thể chuyển mối hận lên người Lục Vân. Tuy nhiên, lúc ở mộ viên nhà họ Doãn, Doãn Thu Thủy đã nói những lời đầy lay động khiến Doãn Phái bắt đầu nghi ngờ về những gì ông gia đã làm trong những năm qua. Người trong cuộc u mê. Một khi con người đã bị cảm xúc chi phối, não bộ của họ sẽ dần mất đi sự sáng suốt, thậm chí là làm nhiều việc đi ngược lại với lẽ thường, nhưng bản thân họ không thể tự mình cảm nhận được, cứ cố chấp làm tiếp những gì mình cho là đúng. Doãn Phái chính là người như thế. Mãi cho đến khi nghe được những lời từ tận đáy lòng của Doãn Thu Thủy, ông ta mới bước một bước khỏi sự thù hận đó. Cho đến sau đó, nhìn thấy Thiên Sát Lệnh, Doãn Phái mới gần như tỉnh táo lại, sự hận thù đối với Lục Vân cũng không còn nhiều nữa, mà thay vào đó là cảm giác áy náy. Dù thế nào thì đứa trẻ số khổ đó cũng là cháu trai của ông. Giống như lời Lục Vân đã nói, hắn khác với người đàn ông đó, Lục Vân không nên chịu trách nhiệm về những sai lầm mà người đàn ông đó đã mắc phải. Vì vậy Doãn Phái đã sớm nhận ra sai lầm của mình. Sở dĩ ông ta đến đây xem trận chiến lần này tuyệt đối không phải vì Vân Thiên Thần Quân mà là vì cháu trai của ông ta, Lục Vân. Đáng tiếc, Doãn Phái hối hận quá muộn, khi ông ta muốn xóa sạch mọi hiềm khích trước đó với Lục Vân cũng là khi tin dữ của hắn lại truyền đến. Đã quá muộn rồi. Xin lỗi. 10 ngón tay của Doãn Phái luồn sâu vào mái tóc đã bạc trắng của mình, vô cùng đau khổ lắc mạnh đầu. Ông ta không biết câu xin lỗi này là dành cho Doãn Thu Thủy, Lục Vân hay người con gái quá cố của mình Doãn Thu Như, hoặc có thể là dành cho tất cả bọn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.